Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 122. Cô bé áo trắng thật sự bị kẹo hồ lô hấp dẫn, không ngừng liếm. Diệp Huyên quan sát cô bé áo trắng, thực lực của cô bé này rất mạnh. Vì khi nãy cô bé chịu một kiếm của hắn mà vẫn không bị làm sao cả. Cô bé nhanh chóng ăn hết kẹo hồ lô. Diệp Huyên vội vàng lấy một que kẹo hồ lô nữa ra đưa cho cô bé. Cô bé áo trắng nhìn Diệp Huyên, nàng ta nhận lấy kẹo hồ lô, nhưng không nói gì cả. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tên gì? Cô bé áo trắng không trả lời. Diệp Huyên lấy một que kẹo hồ lô khác ra đưa cho cô bé nhận lấy kẹo hồ lô, sau đó nói, Na Già Lâu. Na Già Lâu. Diệp Huyên nhíu này, cái tên này hơi lạ. Cô bé áo trắng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười, Na Già Lâu, tại sao ngươi lại ở đây? Na Già Lâu không trả lời, chỉ liếm kẹo hồ lô. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không? Na Già Lâu nhìn về phía Diệp Huyên, không ra ngoài được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Ta có thể ra ngoài mà. Na Già Lâu chỉ sang bên phải, Diệp Huyên nhìn theo, không có gì cả. Lúc này, Na Già Lâu đột nhiên đi về phía đó, không gian cách đó mười mấy trượng trước mặt Na Già Lâu đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một chữ to màu vàng bay ra. Rừng. Chữ rừng màu vàng này cứ thế chặn trước mặt Na Già Lâu, trong mắt Na Già Lâu cũng lộ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên nhìn về phía chữ rừng kia, trầm giọng hỏi, Chi Mệnh, cô biết cái này là gì không? Diệp Chi Mệnh im lặng một lát rồi đáp, chưa từng gặp. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Na Già Lâu, hắn nhìn chữ to màu vàng đó, rõ ràng là có người nhốt Na Già Lâu ở đây. Là ai chứ? Chỉ một chữ đã có thể nhốt một cao thủ như Na Già Lâu ở đây. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhìn về phía Na Già Lâu, hay là ngươi đi vào trong tiểu tháp của ta đi. Na Già Lâu chỉ vào bụng Diệp Huyên, trong đó à? Diệp Huyên gật đầu. Na Già Lâu im lặng. Diệp Huyên cười nói, thử xem, lỡ như có thể ra ngoài thì sao? Na Già Lâu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, đi vào trong tháp giới ngục. Ở trong tháp, Na Già Lâu tò mò quan sát xung quanh. Bên ngoài, Diệp Huyên nhìn về phía chữ to màu vàng đó, hắn từ từ tiến về phía trước. Mà lúc này, chữ to màu vàng đó đột nhiên phát ra một tia sáng vàng. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Hắn vung kiếm chém một phát. Vụt. Một tiếng chém vang vọng. Ầm. Kiếm quang chợt bùng nổ trong thế giới ngầm, một khắc sau, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi xa vạn trượng. Sau khi dừng lại, nét mặt Diệp Huyên trở nên vô cùng nặng nề. Hắn nhìn về phía chữ to màu vàng đó, rốt cuộc đây là thứ gì? Lúc này, chữ to màu vàng đó đột nhiên rung lên, như muốn ra tay một lần nữa. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn tung người nhảy lên, đâm ra một kiếm. Đạo kiếm. Sau khi đâm kiếm tới, một ít khí vẩn đục còn sót lại xung quanh cũng trở thành hư vô. Biến kiếm thành đạo, biến đạo thành kiếm. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên sử dụng đạo kiếm. Lúc này, chữ to màu vàng đó đột nhiên biến thành một tia sáng vàng rồi biến mất. Sau một thoáng yên tĩnh. Tia sáng vàng và kim quang lóe lên trong không gian, trong đó có một bóng người liên tục lùi về sau. Người đó chính là Diệp Huyên. Lần này, Diệp Huyên lùi xa khoảng vạn trượng. Nhưng chữ to màu vàng đó cũng lùi xa nghìn trượng. Phía xa, Diệp Huyên vừa dừng lại, không gian sau lưng hắn lập tức nổ tung, mà hắn cũng liên tục phun mấy ngụm máu tươi. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nhìn về phía chữ to màu vàng kia, đây rốt cuộc là thứ gì mà lại đáng sợ thế? Nếu không phải thân thể hắn đủ cứng rắn, thì một đòn khi nãy đã khiến hắn tan biến rồi. Lúc này, Na Già Lâu xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười khổ, ta không đánh lại. Na Già Lâu xoay người rời đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đi theo. Trên đường đi, Na Già Lâu không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, Na Già Lâu, người đã ở đây bao lâu rồi?
Na Già Lâu giơ một ngón tay lên. Diệp Huyên chớp mắt, 1 vạn năm. Na Già Lâu nhìn Diệp Huyên, 10 vạn năm. 10 vạn năm. Diệp Huyên sửng sốt. Ở nơi này 10 vạn năm. Cái quỷ gì vậy? Tiểu cô nương này sống 10 vạn năm rồi. Lúc này, Na Già Lâu dừng lại, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một ngọn núi treo lơ lửng, ngọn núi cao đến vạn trượng, xung quanh ngọn núi có mấy bệ đá bay rải rác. Diệp Huyên đi theo Na Già Lâu tới đỉnh núi, khi đi đến đỉnh núi, Diệp Huyên nhìn thấy một ông lão. Ông lão ngồi trên một tảng đá to, tóc dài xõa xuống, hơi thở vô cùng thâm trầm. Nét mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Nơi này có cao thủ. Lúc này, Na Già Lâu đi tới bên cạnh ông lão, cô bé đưa kẹo hồ lô trong tay mình tới trước mặt ông lão. Ông lão mở mắt ra nhìn kẹo hồ lô trong tay cô bé, cười khẽ, ngươi ăn đi. Na Già Lâu lắc đầu. Ông lão cười nhận lấy kẹo hồ lô, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cất lời, đạo thể. Đã rất nhiều năm không gặp rồi. Đạo thể. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Đạo thể là võ học đạo kinh, theo cách nói của Chi Mệnh thì chỉ có 2 người biết đến võ học đạo kinh, một là chủ nhân của đạo kinh, 2 là nàng ta. Không ngờ ông già trước mắt lại biết đến đạo thể. Chẳng lẽ ông ta là chủ của đạo kinh? Nhưng không giống lắm. Trong đầu Diệp Huyên tràn đầy nghi vấn. Lúc này, ông lão cười nói, chàng trai trẻ, có phải cậu có rất nhiều nghi vấn không? Diệp Huyên gật đầu, vì sao tiền bối biết đến đạo thể? Ông lão cười khẽ, vì đã từng có người tu luyện thành công. Diệp Huyên hỏi, ai thế? Ông lão nhẹ giọng nói, là chuyện rất lâu trước kia rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão, tiền bối là. Ông lão nhìn Diệp Huyên, chàng trai trẻ, cậu có tin vào duyên phận không? Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp, ông già này định dạy đạo lý cho mình à? Ông lão cười khẽ, ta tin tưởng vào duyên phận, mà hôm nay có thể gặp được tiểu hữu đã đủ chứng minh giữa chúng ta có duyên rồi. Diệp Huyên cười nói, với thực lực của tiền bối, có lẽ có thể nhìn ra nguyên nhân tai ách trên người ta, đúng không? Ông lão im lặng. Diệp Huyên lại nói, tiền bối có gì cứ nói thẳng. Ông lão nhẹ giọng nói, tiểu hữu là một người sảng khoái, vậy ta cũng nói thẳng. Thật không dám giấu giếm, ta muốn nhờ cậu giúp ta một chuyện. Diệp Huyên không nói gì. Hắn không dám tùy tiện đồng ý với người khác, ông lão này sâu không lường được, thế mà ông ta còn bị nhốt lại ở đây, có thể nghĩ ra người nhốt ông ta sẽ mạnh đến mức nào. Ông lão nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, cậu có thể đưa cháu gái của ta ra ngoài giúp ta không? Na Già Lâu. Diệp Huyên nhìn về phía Na Già Lâu, Na Già Lâu liếm kẹo hồ lô, không nói lời nào. Ông lão lại nói, tiểu hữu, mấy năm gần đây cũng có một vài người từng đến nơi này, nhưng ta cũng không nhờ đối phương giúp, vốn cũng không định nhờ tiểu hữu giúp, vì nhân quả của ông cháu ta, người bình thường hoàn toàn không thể chịu được. Diệp Huyên nhíu mày, ông cảm thấy ta có thể chịu được sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, cậu có nguyên nhân tai ách nhưng vẫn sống được đến bây giờ, tiểu hữu, cậu biết nó đáng sợ đến mức nào không? Diệp Huyên im lặng. Ông lão nói tiếp, tiểu hữu, ta không biết lai lịch của cậu, nhưng ta biết lai lịch của cậu rất không đơn giản. Diệp Huyên nhìn Na Già Lâu, cười nói, tiền bối, người có thể nhốt ông chắc chắn sẽ mạnh đến mức ta không thể ngăn cản được, đúng không? Ông lão gật đầu, đúng là cậu không thể ngăn cản được. Có điều đây là ân oán giữa ta và hắn, cháu gái ta là vô tội, vì thế, ta muốn nhờ tiểu hữu đưa nàng ra ngoài giúp. Diệp Huyên không đáp lời. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ta không thể cho cậu lợi ích gì, ngược lại nếu cậu cứu cháu gái ta, rất có thể còn dính vào một vài nhân quả không tốt, sau này sẽ mang đến phiền phức cho cậu. Diệp Huyên cười hỏi, vậy tiền bối cảm thấy ta sẽ cứu ư? Ông lão cười đáp, cậu sẽ làm thế. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Ông lão cười khẽ, vì cậu là một người tốt. Diệp Huyên ngây người, sau đó lắc đầu, tiền bối, phía sau ta có rất nhiều bạn bè, mỗi lời nói mỗi hành động của ta đều có thể mang đến tai họa ngập đầu cho bọn họ, cho nên, ông hiểu ý ta chứ? Ông lão im lặng. Diệp Huyên lại nói,
nếu ta chỉ có một mình, ta sẽ cứu, nhưng sau lưng ta có cả một vũ trụ, nên xin lỗi nhé. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Làm người tốt. Hắn thật sự không ngại làm đến cùng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thực lực. Đi nhúng tay vào chuyện không trong phạm vi năng lực của mình không chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho mình còn có thể mang đến tai họa ngập đầu cho vũ trụ ngũ duy nữa. Làm chuyện tốt cũng phải biết tự lượng sức. Mình không có năng lực thì không nên xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa hắn còn không biết đầu đuôi câu chuyện. Ai biết có phải do ông lão này đáng tội không chứ? Thấy Diệp Huyên quyết đoán rời đi, ông lão khẽ thở dài. Diệp Huyên vẫn không dừng lại. Lúc này, ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tay phải của Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, không nói một lời, trong lòng thầm đề phòng. Ông lão cười nói, tiểu hữu, chúng ta có thể đổi cách trò chuyện. Diệp Huyên nhìn ông lão, tiền bối cứ thuyết phục đi. Ông lão cười to, tiểu hữu thật thú vị. Diệp Huyên không nói một lời. Ông lão quan sát Diệp Huyên, cười nói, tiểu hữu, ta đã quan sát rồi, đạo thể của cậu vừa đạt tới chứng đạo cảnh, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Ông lão cười hỏi, có muốn đạt tới ngự đạo cảnh không? Ngự đạo cảnh. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, ông đang nghiêm túc ư? Ông lão gật đầu, phải. Diệp Huyên im lặng. Ông lão lại nói, tiểu hữu, cậu cứu cháu gái ta sẽ gặp phiền phức, nhưng phiền phức này là ở tương lai, nếu ở tương lai, vậy sẽ có rất nhiều nhân tố không xác định. Khi đó, có thể chuyện mà bây giờ thấy rất phiền phức chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới mà thôi. Nói một cách đơn giản là phiền phức trong tương lai là phiền phức lớn hay nhỏ, hoặc không phải là phiền phức, đều phải xem thực lực sau này của tiểu hữu. Diệp Huyên nhìn ông lão, hơi khó hiểu, rốt cuộc các người là ai? Ông lão cười, long tộc lâu đời nhất. Rồng ư. Diệp Huyên không khỏi nhìn về phía Na Già Lâu, chẳng trách khả năng phòng ngự của nha đầu này lại đáng sợ như thế. Thì ra là rồng. Ông lão lại nói, tiểu hữu, nếu cậu đồng ý giúp đỡ, lão phu chẳng những có thể giúp đạo thể của cậu đạt tới ngự đạo cảnh, còn sẽ truyền lại tất cả truyền thừa của long tộc ta cho cậu. Đương nhiên, lão hủ cũng không giấu gì cậu. Cậu kết thiện duyên với long tộc cũng là kết ác duyên với người khác. Nhưng có lẽ tiểu hữu cũng hiểu, từ trước đến phúc họa luôn liên quan đến nhau, có được nhất định sẽ có mất, phải xem tiểu hữu lựa chọn thế nào. Diệp Huyên nhìn ông lão, không phải trước đó ông nói không có gì cho ta cả sao? Ông lão cười nói, đó chỉ là một cách dò xét thôi. Diệp Huyên hỏi, dò xét cái gì? Xem ta có phải người tốt không à? Ông lão cười, tiểu hữu vừa chính vừa tà, không hoàn toàn là người tốt, cũng không hoàn toàn là kẻ xấu. Diệp Huyên im lặng một lát lại hỏi, tiền bối đạt tới cảnh giới gì rồi? Ông lão ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, thật muốn biết à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão đáp, cao hơn tiểu hữu 2-3 cảnh giới. Trên thành đạo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối, trên thành đạo là gì? Ông lão không nói, sau này cậu sẽ biết. Diệp Huyên cạn lời, ta không thể biết trước được sao. Ông lão lắc đầu, vô nghĩa thôi đừng hỏi những chuyện không có ý nghĩa. Diệp Huyên đang muốn đáp lời, ông lão lại nói, tiểu hữu ta sẽ nói với cậu điều kiện cụ thể của ta. Nếu cậu chịu giúp đỡ ta, không chỉ giúp đạo thể của cậu đạt tới ngự đạo, còn đưa của cải của Na Già Long tộc ta cho cậu, chẳng những thế bây giờ Long tộc của ta còn có 12 long hồn. Dù 12 long hồn này chỉ là hồn phách, nhưng đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn không phải ngự đạo cảnh đỉnh cao bình thường, cao thủ ngự đạo cảnh bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. 12 long hồn đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên hơi động lòng. Lúc này, ông lão lại nói, còn về của cải, quặng mỏ cực phẩm trong vực thiên giới này đều là của long tộc ta, chỉ cần tiểu hữu đồng ý. Ta sẽ tặng tất cả quặng mỏ cực phẩm cho tiểu hữu, cùng với một vài bảo vật của long tộc trước đây, tất cả mọi thứ đều là của tiểu hữu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, việc này. Ông lão nói tiếp, ở sâu trong ám giới này có 30 mấy linh mạch cực phẩm, mỗi một linh mạch cực phẩm đều chứa đựng ít nhất 1 triệu viên tạo hóa thần tinh siêu cấp.
Diệp Huyên đột nhiên nghiêm mặt nói, ta làm được. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không cần suy nghĩ thêm sao. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không cần. Ông lão cười nói, người biết thực lực của ta, người có thể nhốt được ta, người nghĩ xem đối phương đáng sợ đến mức nào. Người thật sự không suy nghĩ thêm à? Diệp Huyên cười khẽ, ta cũng rất muốn suy xét chuyện tương lai. Nhưng việc cấp bách ta cần làm bây giờ là suy nghĩ chuyện trước mắt. Đạo đình sẽ bỏ qua cho hắn ư? Chắc chắn là không. Còn về đạo chủng chi địa, hắn hoàn toàn không gửi gắm hy vọng vào bọn họ. Chỉ cần có lợi ích, đạo chủng chi địa sẽ vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài có một chữ to màu vàng. Ông lão cười, cái đó ta sẽ giải quyết. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Ông lão nói, cậu đi theo ta. Dứt lời, ông ta đi về phía xa. Diệp Huyên và Na Già Lâu đi theo ông ta, chẳng mấy chốc, ông lão đã dẫn Diệp Huyên và Na Già Lâu đi tới trước một cái giếng. Diệp Huyên nhìn miệng giếng, trong giếng không phải nước, mà là máu. Tràn đầy máu. Máu còn đang sôi trào, tựa như nham thạch nóng chảy. Ông lão nhẹ giọng nói, năm đó khi long tộc của ta bị tàn sát, ta đã giữ máu của long tộc lại. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, xuống đó đi. Diệp Huyên hỏi, hấp thu nó sao? Ông lão cười, không phải, xuống đó dùng máu rồng luyện thể, máu của long tộc ta chí dương chí phách, có hiệu quả luyện thể. Nhiều máu rồng như vậy, đủ để đạo thể của ngươi nâng cao một bậc. Chẳng những thế còn có thể để ngươi đạt được long huyết chi lực. Diệp Huyên nhìn máu rồng, không chút do dự nhảy thẳng vào trong giếng. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyên trợn tròn mắt. Thiêu đốt. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy người mình nóng lên. Long huyết chi lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong giếng gần như chứa đựng toàn bộ máu rồng của Na Già Long tộc, có thể nói, sự mạnh mẽ của máu rồng này sẽ khiến cao thủ ngự đạo cảnh bình thường đi vào sẽ lập tức biến thành tro bụi. Chỉ có đạo thể của Diệp Huyên mới có thể chịu được nhiều long huyết chi lực như thế, nếu là người bình thường, e rằng vừa tiếp xúc với long huyết đã bị đốt thành tro bụi rồi. Lúc này, huyết dịch trong người Diệp Huyên đột nhiên sôi trào. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu máu rồng. Hắn đang nuốt chửng nó. Ông lão đứng bên trên lẳng lặng quan sát, ông ta không ngăn cản, nét mặt cũng rất bình tĩnh. Giống như đã đoán được từ trước rồi vậy. Na Già Lâu ở bên cạnh ông lão vẫn lẳng lặng liếm kẹo hồ lô, không nói một lời. Lúc này, ông lão đột nhiên nắm lấy tay Na Già Lâu, nhẹ giọng nói, nhà đầu, lát nữa phải đi theo hắn, biết không? Na Già Lâu lắc đầu. Ông lão nhìn cô bé, cười nói, nhà đầu, cháu là hy vọng cuối cùng của long tộc ta, Gia Gia vốn không muốn cháu gánh vác cái gì. Nhưng cháu không thể không gánh vác. Cháu xem long tộc chúng ta đi, 136 con rồng đều bị người ta lột da rút gân, mối thù sâu hận lớn như thế, chúng ta không thể quên đi được. Gia Gia không có bản lĩnh gì, không thể giúp long tộc báo thù, mối thù này, chỉ có thể đợi cháu đi trả thôi. Na Già Lâu không nói gì. Ông lão nhìn về phía cái giếng, cháu phải đi theo hắn, chỉ có đi theo hắn mới có cơ hội báo thù cho long tộc. Hơn nữa, nhau đầu, cháu cũng nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới rồi. Na Già Lâu vẫn không nói một lời. Ông lão nhìn Diệp Huyên trong miệng giếng, người này mang trên người nguyên nhân tai ách, còn tu luyện thành đạo thể, hắn thật sự không đơn giản, đặc biệt là huyết mạch chi lực của hắn. Nhìn từ trước mắt, huyết mạch chi lực của hắn còn cao cấp hơn Na Già Long tộc chúng ta nữa, loài người lại có huyết mạch đạt đến cấp bậc này thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng vì nguyên nhân tai ách, có lẽ hắn sẽ còn gặp rất nhiều phiền phức. Nhà đầu, cháu đi theo hắn cũng phải cẩn thận nhiều hơn, vì hắn sống dai, không có nghĩa là người bên cạnh hắn cũng sống dai. Na Già Lâu vẫn không đáp lại. Ông lão nhìn Na Già Lâu, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, nhà đầu, sau này nếu có thể báo thù thì báo, không thể báo thù thì không cần báo, nhớ kỹ, còn sống mới là quan trọng nhất, nhất định phải sống thật tốt. Na Già Lâu nhìn ông lão, đi cùng nhau. Ông lão bật cười,
đang định đáp lời thì miệng giếng phía xa đột nhiên nổ tung, Diệp Huyên bay ra từ bên trong. Lúc này, trên người Diệp Huyên phát ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, người hắn đỏ bừng, tựa như máu tươi đông lại ở bên ngoài. Máu rồng. Hắn đã hấp thu toàn bộ máu rồng rồi. Mà bây giờ, đạo thể của hắn đã đạt tới ngự đạo. Diệp Huyên mở mắt ra, hắn chợt siết chặt hai tay, trong nháy mắt, không gian xung quanh lập tức nứt ra. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ hưng phấn, sau khi hấp thụ những máu rồng kia, đạo thể chẳng những đạt tới ngự đạo cảnh còn có được huyết mạch chi lực của long tộc, mà đặc tính của huyết mạch chi lực này chính là lực lượng. Lực lượng không gì sánh bằng. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng thân thể tùy tiện chém chết cao thủ ngự đạo cảnh. Mà với sức mạnh thân thể của hắn hiện tại, dù là chống lại cao thủ như Chân Võ và Bạch Bào, hắn cũng không sợ. Hắn hoàn toàn có thể chống lại cao thủ cấp bậc như Bạch Bào và Chân Võ. Lần này, thực lực thật sự được nâng cao rất nhiều. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía ông lão, chắp tay, đa tạ. Ông lão cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vực thiên giới này từng là địa bàn của long tộc sao? Ông lão gật đầu, trước đây, nơi này chính là địa bàn của long tộc ta, sau đó nơi này gặp phải đại chiến, cho nên biến thành vực sâu. Mà những quặng mỏ bên trong vực sâu này đều là của long tộc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Lúc này, ông lão lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, bên trong nhẫn chứa đồ này có tất cả bảo vật và quặng mỏ của long tộc, có thể nói, tất cả của cải của long tộc đều ở đây, bây giờ, ta sẽ đưa nó cho tiểu hữu. Nhưng Diệp Huyên lại không nhận lấy. Ông lão cười, tiểu hữu muốn đổi ý sao? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, ông không sợ mình nhờ sai người ư? Ông lão cười to, tiểu hữu, ta tin vào nhân phẩm của cậu. Diệp Huyên lắc đầu cười, nói thật, chính ta cũng không quá tin tưởng nhân phẩm của mình. Ông lão cười, tiểu hữu, ta nói thật với cậu, ngoài cậu ra, ta không còn có ai để chọn nữa cả. Diệp Huyên im lặng. Ông lão nhìn về phía Na Già Lâu bên cạnh, tiểu hữu, cháu gái ta đã ở lại nơi này rất lâu rồi, có hơi hướng nội, nhưng bản tính con bé không xấu. Sau khi con bé cùng tiểu hữu rời khỏi đây, hy vọng tiểu hữu có thể đối xử tốt với con bé. Diệp Huyên nhìn Na Già Lâu, tiền bối yên tâm, Diệp Huyên ta nhận lợi ích từ ông, sẽ chăm sóc tốt cho Na Già Lâu cô nương. Ông lão nói, có lời này của tiểu hữu, lão hủ yên tâm rồi. Dứt lời, ông ta mở hai tay ra, trong nháy mắt, thân thể ông ta bắt đầu nứt ra, một hơi thở vô cùng bá đạo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi nhanh chóng xuất hiện một con rồng dài đến mấy trăm nghìn trượng. Trước mặt cự long này, ngọn núi lớn dưới chân Diệp Huyên chẳng khác nào một hạt bụi. Diệp Huyên vô cùng khiếp sợ. Hắn chưa từng gặp con rồng to như thế bao giờ. So với con rồng này, chân long trước kia thật sự chẳng khác gì con giun. Lúc này, cự long đột nhiên ngẩng đầu hét to, trong nháy mắt, vực thiên giới rung động kịch liệt, lúc này, dù là đạo đình hay đạo chủng chi địa đều vô cùng khiếp sợ. Bầu trời trên đỉnh núi, cự long ngẩng đầu nhìn về phía xa, cười to nói, nhà đầu, nhớ kỹ, dù long tộc ta chỉ còn lại một con rồng cuối cùng thì cũng phải thẳng lưng mà sống. Có thể chết, có thể bị diệt tộc. Nhưng không thể mất đi huyết tính và sự kiêu ngạo của long tộc. Cho dù chết, cũng phải chết một cách hiên ngang. Vậy sao? Lúc này, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên từ phía xa, giọng nói này tựa như đến từ viễn cổ, hư vô mờ mình. Gần như cùng lúc đó, trong tinh không xa xôi, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng bước. Cô gái váy trắng cứ đứng yên như thế, không nói một lời. Sâu trong vực thiên giới, sau khi giọng nói cổ xưa vang lên, một chữ to màu vàng xuất hiện trước mặt cự long, có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh bên trong chữ to màu vàng này. Chữ to màu vàng biến thành kim quang bay về phía cự long. Nơi chân trời, cự long chợt ngẩng đầu hét to, sau đó, nó lao thẳng về phía kim quang. Ầm. Cú va chạm khiến vực thiên giới rung động tựa như động đất. Cự long vừa va chạm với chữ to màu vàng lại bắt đầu nứt ra. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Rồng mạnh như thế mà không đánh lại cái chữ này.
Diệp Huyên vô cùng khiếp sợ. Lúc này, chân trời chợt vang lên giọng nói đau đớn của ông lão, dẫn con bé đi. Diệp Huyên không phí lời thêm, lập tức kéo Na Già Lâu bên cạnh chạy như điên về phía xa. Mà lúc này, Cự Long đã biến thành tro bụi. Một cao thủ thành đạo cảnh siêu cấp cứ thế bị giết chết trong nháy mắt. Thần hồn tan biến. Diệp Huyên vô cùng chấn động, mẹ kiếp, thật quá đáng sợ. Mau chạy thôi. Diệp Huyên kéo Na Già Lâu bước nhanh hơn. Lúc này, Diệp Huyên và Na Già Lâu chợt dừng lại, vì chữ to màu vàng đó đã xuất hiện trước mặt hai người. Bên trong chữ to màu vàng mơ hồ có một hư ảnh. Diệp Huyên nhìn hư ảnh này, nét mặt vô cùng nặng nề. Na Già Lâu bên cạnh Diệp Huyên cũng nhìn chằm chằm hư ảnh đó, không biết từ lúc nào, trên gò má cô bé đã có hai hàng chất lỏng trong suốt chảy xuống, trong mắt cô bé còn chứa đựng vô vàn sát khí. Chữ to màu vàng đó chợt rung lên, như là muốn ra tay, mà lúc này, trong tinh không xa xôi nào đó, cô gái váy trắng chợt quay đầu nhìn lại. Ngươi thử động vào hắn xem. Nàng vừa cất lời, chữ to màu vàng trước mặt Diệp Huyên và Na Già Lâu lập tức dừng lại. Diệp Huyên sửng sốt. Trong tinh không, cô gái tiếp tục đi về phía xa. Lúc này, một giọng nói vang lên từ tinh không phía sau nàng, ngươi là ai? Cô gái váy trắng không quay đầu lại, người ngươi không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tinh không chợt trở nên yên tĩnh. Vực thiên giới, ám giới. Chữ to màu vàng trước mặt Diệp Huyên chợt trở nên hư ảo. Sau đó, chữ to màu vàng đó hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên và Na Già Lâu đều ngây người. Biến mất rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng nói, là Thanh Nhi sao? Không có tiếng đáp lại. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó dẫn Na Già Lâu rời đi. Trên đường đi, Na Già Lâu không nói một lời. Diệp Huyên nhìn Na Già Lâu, sau đó hỏi, Na Già cô nương. Hay là cô vào trong tháp của ta trước đã? Na Già Lâu gật đầu, sau đó biến mất. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, không thể không nói, lần này thu hoạch rất lớn. Vô cùng lớn. Hắn lấy được bảo vật của Na Già Long tộc, đủ để thay đổi số mạng của toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Chân chính thay đổi số mạng của vũ trụ ngũ duy. Trong nhẫn chứa đồ ông lão kia đưa cho hắn có khoảng 36 quặng mỏ cực phẩm. Cộng thêm số quặng mỏ hắn lấy được trước đó, bây giờ hắn có tổng cộng 40 quặng mỏ cực phẩm. Còn có khoảng mấy chục triệu viên tạo hóa thần tinh. Mấy chục triệu viên? Đây là khái niệm gì? Có thể nói, tất cả của cải của đạo đình và đạo chủng chi địa bây giờ đều không nhiều bằng một mình Diệp Huyên hắn. Mà có những tạo hóa thần tinh này, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một số lượng lớn cao thủ chứng đạo cảnh, thậm chí là ngự đạo cảnh. Đương nhiên thứ hắn cần nhất bây giờ chính là thời gian. Vũ trụ ngũ duy hoàn toàn quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngoài ra, lần này hắn cũng có thu hoạch to lớn, bây giờ hắn có mấy trăm nghìn kiếm khí, mấy trăm nghìn thanh kiếm khí này được ngưng tụ từ khí vận đục, mà khí vận đục này, dù là cao thủ ngự đạo cảnh bình thường cũng khó mà ngăn cản. Đây là quà hắn chuẩn bị cho đạo đình. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là việc nâng cao đạo thể. Thân thể của hắn bây giờ hoàn toàn có thể chống lại cao thủ cao cấp như chân võ thần quân. Có thể nói, nếu một đối một, chỉ có cao thủ thành đạo cảnh có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn mà thôi. Ngoài ra, hắn còn lấy được bảo vật của Na Già Long tộc. Bảo vật của Long tộc thật sự rất đáng sợ. Nói tóm lại là lần này bội thu rồi. Đương nhiên hắn cũng không hưng phấn đến mất lý trí, bây giờ hắn sắp đối mặt với một vấn đề, đó chính là sau khi ra ngoài nên giải thích chuyện của ám giới thế nào. Nhưng cái này không làm khó hắn được. Diệp Huyên nhanh chóng rời khỏi vòng xoáy màu đen. Hắn vừa xuất hiện bên ngoài vòng xoáy, mấy người La Hầu lập tức xuất hiện trước mặt hắn. La Hầu nhìn Diệp Huyên, đổi một nơi khác nói chuyện. Nói xong, mọi người lập tức biến mất. Điện Yêu Vương. Trong điện, ngoài La Hầu còn có Si Yêu Yêu, A Khổ Vương cùng với Chiến Man Vương. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên.
Diệp Huyên cười nói, chắc chư vị rất tò mò bên trong vòng xoáy đã xảy ra chuyện gì đúng không? La Hầu gật đầu, cậu nói đi. Diệp Huyên kể chuyện của kiếm tông ra, nhưng hắn không nói đến chuyện của Na Già Lâu và ông lão. Dù sao cũng là một nửa nói thật một nửa nói láo. Một lát sau, La Hầu đột nhiên hỏi, hết rồi à? Diệp Huyên gật đầu, hết rồi. La Hầu nhìn Diệp Huyên, trước đó ám giới truyền đến động tĩnh lớn như thế, ngươi không biết à? Diệp Huyên đáp, ta biết, nhưng động tĩnh đó truyền tới từ chỗ sâu trong ám giới, mà ta không thể đi vào nơi đó, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, A Khổ Vương chợt cất lời, ngươi thật sự không biết, hay là không muốn nói? Diệp Huyên nhìn về phía A Khổ Vương, cười đáp, A Khổ Vương, ông thật xem trọng ta quá, chỗ sâu trong ám giới đó sao ta có thể đi vào được? A Khổ Vương nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, có thu hoạch gì không? Diệp Huyên gật đầu, ta lấy được 6 quặng mỏ cực phẩm từ trong di tích của kiếm tông. Nói xong, hắn đưa cho La Hầu Vương một chiếc nhẫn chứa đồ, ta chiếm 3 quặng. La Hầu nhìn Diệp Huyên, nhận lấy nhẫn chứa đồ. Lúc này, Chiến Man ở bên cạnh tỏ vẻ bất mãn, vì sao ngươi lại được chiếm 3 quặng? Diệp Huyên trả lời, đây là ta liều mạng lấy được. Chiến Man nhìn Diệp Huyên, không có chúng ta ngăn cản đạo đình, ngươi hoàn toàn không thể đi vào. Diệp Huyên không để ý tới Chiến Man mà nhìn về phía La Hầu không nói gì. Diệp Huyên cười khẽ, không sao, cho các ngươi hết, ta không cần gì cả. Nói xong, hắn để một chiếc nhẫn chứa đồ ở trước mặt La Hầu. Bên trong nhẫn chứa đồ là 3 quặng mỏ cực phẩm. Sau khi đưa nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên xoay người rời đi. Chiến Man Vương ở bên cạnh hơi nhíu mày, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Chiến Man Vương, Chiến Man Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta nghi ngờ không chỉ có 6 quặng. Diệp Huyên cười to, Chiến Man Vương, có phải đầu óc của ông có vấn đề không? Chiến Man Vương híp mắt, một khắc sau, ông ta đánh ra một quyền. Diệp Huyên cũng chém xuống một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ đột nhiên vang vọng trong điện, Diệp Huyên lùi lại mười mấy bước, Chiến Man Vương cũng lùi về vị trí cũ. Thấy thế, La Hầu và A Khổ Vương đều nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thực lực của Diệp Huyên này trở nên mạnh như thế rồi sao? Si Yêu Yêu ở một bên chậm rãi uống trà, không nói một lời. Chiến Man Vương đang định ra tay một lần nữa, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Chiến Man Vương, ông muốn ra tay cũng được thôi, nhưng đấu giữa chừng lại dừng tay thì chán lắm. Thế này được không, ta khiêu chiến ông, khiêu chiến sinh tử, không chết không thôi. Hai chúng ta đánh một trận công bằng, ai nhờ người giúp người đó là chó, ông thấy sao? Nghe thấy lời này, La Hầu cũng nhíu mày, Chiến Man Vương nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi! Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên lên tiếng, Chiến Man, ông muốn chết ư? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Sĩ Yêu Yêu. Chiến Man cũng nhìn Sĩ Yêu Yêu bằng nét mặt nặng nề, cô có ý gì? Sĩ Yêu Yêu nhún vai, vậy hai người quyết đấu sinh tử đi. Chiến Man cau mày, Yêu Vương! Cô cảm thấy ta không đánh lại hắn sao? Si Yêu Yêu cười đáp, Chiến Man, tạm thời không nói đến vấn đề đánh thắng hay không, hai người nói xem chuyện quyết đấu sinh tử này có ý nghĩa gì không? Hai người liều mạng với nhau, ai là người vui vẻ nhất? Là Đạo Đình. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người thấy đúng không? Diệp Huyên cười đáp, nhưng ta vẫn muốn đấu với ông ta một trận. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, người chắc chứ? Giọng điệu không được vui vẻ lắm. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Si Yêu Yêu, ta chắc chắn. Hắn vừa nói xong, nhiệt độ xung quanh chợt lạnh xuống. Lúc này, Chiến Man đứng lên, nhưng lại bị La Hầu ngăn cản. Chiến Man đang định lên tiếng, giọng nói của La Hầu đột nhiên vang lên trong đầu hắn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, người này quỷ kế đa đoan. Không bao giờ làm chuyện khiến mình thiệt thòi. Hơn nữa hắn làm việc tàn nhẫn, hắn dám khiêu chiến ngươi như thế chắc chắn là có chỗ dựa, mà chỗ dựa này có lẽ chúng ta không thể nào ngăn cản được.
dù có thể ngăn cản, nhưng nếu ngươi thua trong tay hắn, danh dự cả đời của ngươi đều sẽ bị hủy hoại. Chiến Man im lặng. Lúc này, Xí Yêu Yêu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt La Hầu bay vào tay nàng ta đưa chiếc nhẫn chứa đồ đó cho Diệp Huyên, đây là thứ ngươi đáng nhận được. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Chiến Man gằn giọng nói, hắn đúng là kiêu ngạo, nếu không nhờ đạo chủng chi địa, hắn đã bị đạo đình. Ngu xuẩn! Xí Yêu Yêu đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn Chiến Man. Nghe vậy, sắc mặt Chiến Man lập tức trở nên dữ tợn, ông ta vừa muốn đứng lên thì La Hầu đột nhiên nói, ngồi xuống. Giọng nói lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Chiến Man trầm giọng nói, La Hầu, ông thật sự dung túng hắn như thế sao? La Hầu nhìn Xí Yêu Yêu, cô nói đi. Xí Yêu Yêu ngồi xuống một bên, nét mặt không chút cảm xúc, trước đây, việc hợp tác của chúng ta với hắn luôn là chúng ta nắm vị trí chủ động, nhưng bây giờ, e rằng đã không phải nữa. La Hầu nhíu mày, có ý gì? Xí Yêu Yêu nhẹ giọng nói, ta hỏi mọi người một vấn đề, hắn thật sự cần đạo chủng chi địa của chúng ta sao? Chiến Man lạnh lùng nói, không cần ư. Xí Yêu Yêu nhìn về phía Chiến Man, ông có thể động não chút không? Chiến Man nổi giận, cô. La Hầu ngắt lời ông ta, nếu ông còn chen miệng vào nữa thì lập tức đi ra ngoài. Xí Yêu Yêu vẫn luôn là cố vấn của đạo chủng chi địa, dù lúc thượng chủ còn, ông ta cũng rất tôn trọng Xí Yêu Yêu, chỉ cần là chuyện lớn đều sẽ thương lượng với Xí Yêu Yêu. Nét mặt Chiến Man hơi khó coi, nhưng ông ta cũng không chen miệng vào nữa. Xí Yêu Yêu nói, thật ra hắn không cần chúng ta. Trước đó ta có điều tra, ngày đó sau khi Mộ Niệm Niệm chết, hắn từng đến đạo đình, giết chết vô số cao thủ của đạo đình, hơn nữa còn tự sát chứng đạo. Sau đó, đạo tổ không thể không ra mặt, nhưng hắn vẫn còn sống. Tại sao? Vì muội muội kia của hắn đã ngăn đạo tổ lại, cũng chính là Diệp Liên, mà trong cơ thể của Diệp Liên còn có một linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Mấy người La Hầu im lặng. Xí Yêu Yêu lại nói, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa thực lực của vị kia hoàn toàn không thua gì đạo tổ. Còn một điều mà dường như các ngươi đã quên mất, hắn là người có nguyên nhân tai ách. Nguyên nhân tai ách này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đương nhiên đây không phải điểm chính là hắn vẫn sống đến tận bây giờ. Nói xong, nàng ta đưa mắt nhìn mọi người, gần đây ta có điều tra tất cả những gì trong quá khứ của hắn, biết ta nhận được kết quả gì không? La Hầu trầm giọng nói, cô nói đi. Xí Yêu Yêu cười, chúng ta không trêu vào hắn được. La Hầu nhíu mày, có nói quá không? Xí Yêu Yêu lắc đầu, không hề nói quá chút nào. Chúng ta đều cho rằng Mộ Niệm Niệm là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng theo ta thấy, Niệm Niệm cô nương kia không phải, nguồn gốc huyết mạch trên người hắn và cô gái váy trắng mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Mà chúng ta gần như không biết gì về hai người này. Với thực lực của chúng ta cũng không thể điều tra được, nếu mọi người nghĩ sâu hơn về vấn đề này, mọi người sẽ phát hiện đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Còn nữa, chắc chắn là có người đang giúp hắn ngăn cản nguyên nhân tai ách trên người hắn, nếu không, với thực lực của hắn chắc chắn không thể sống đến bây giờ. Mà thậm chí nguyên nhân tai ách này là cái quỷ gì, chúng ta còn không biết rõ, chứ đừng nói là muốn ngăn cản. Nguyên nhân tai ách? Đây rốt cuộc là cái gì? Thật ra rất nhiều người đều không biết. Chỉ biết đó là một loại nhân quả. Nhưng rốt cuộc là nhân quả gì? Không ai biết cả. Xí Yêu Yêu lại nói, hắn có thể miễn nhiễm kiếm khí. Mà các người đã lĩnh giáo kiếm khí của kiếm tông rồi, chắc cũng biết sự đáng sợ của nó. Nhưng hắn lại không hề bị ảnh hưởng. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Chiến Man, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không hấp thu những kiếm khí kia mà sẽ thu thập nó. Một khi gặp kẻ thù, ta sẽ thả kiếm khí ra, dù sao nó cũng sẽ tự động tấn công người khác, thoải mái biết bao. Nghe vậy, sắc mặt Chiến Man trở nên càng khó coi hơn. Trong điện, vẻ mặt đám người La Hầu đều có chút khó coi. Xí Yêu Yêu cũng không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rời đi. Trong tinh không, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn có một cô gái. Chính là Xí Yêu Yêu.
Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, có chút không giống với tác phong của ngươi. Diệp Huyên hỏi, chuyện trong điện. Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyên cười, Yêu Yêu cô nương, đạo chủng chi địa vẫn không tin ta, mặc kệ ta có giao ra bao nhiêu quặng mỏ cực phẩm thì các ngươi cũng không tin ta, đúng không? Si Yêu Yêu trầm mặc. Đúng vậy. Cho dù Diệp Huyên có giao ra bao nhiêu đi nữa, đạo chủng chi địa đều cảm thấy chưa đủ. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên rồi cũng cười hỏi lại, vậy rốt cuộc ngươi đã có được bao nhiêu quặng mỏ cực phẩm vậy? Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, cô đại diện cho đạo chủng chi địa đến hỏi ta, hay là tự mình đến hỏi ta? Có gì khác nhau à? Rất khác. Sao Si Yêu Yêu không hiểu được ý của Diệp Huyên? Si Yêu Yêu trầm mặc một lát rồi đáp, ta không hỏi nữa. Diệp Huyên cười trừ, vậy cáo từ. Nói xong hắn liền định rời đi. Lúc này Si Yêu Yêu bỗng nói, bây giờ ta còn đủ năng lực giết ngươi không? Diệp Huyên dừng bước lại, hắn nhìn Si Yêu Yêu, e là không thể. Không thể. Si Yêu Yêu lắc đầu cười. Nàng ta biết Diệp Huyên chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó ở ám giới. Si Yêu Yêu lại hỏi, vậy ngươi có năng lực giết ta không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể thử xem. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, tự tin vậy à? Không chắc lắm đâu. Khóe miệng Si Yêu Yêu hơi cong lên, quá hai chiêu không? Diệp Huyên lắc đầu, Yêu Yêu cô nương, kẻ thù của ta là đạo đình, không phải cô, cũng không phải đạo chủng chi địa. Từ lúc bắt đầu, ta đã không xem đạo chủng chi địa là địch, điều này cô hẳn nên hiểu rõ. Nhưng đạo chủng chi địa lại không nghĩ thế đúng không? Si Yêu Yêu trầm mặc một lúc rồi hỏi ngược lại, sau này chúng ta sẽ thành kẻ địch à? Diệp Huyên cười nói, cái này còn phải xem đạo chủng chi địa thế nào nữa. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Diệp Huyên bỗng cười nói, Yêu Yêu cô nương có muốn chuyển sang nơi khác không? Si Yêu Yêu ngây người, sau đó cười nói, người muốn lôi kéo ta à? Diệp Huyên gật đầu, vũ trụ ngũ duy là một nơi tốt, có muốn đến không? Ta rất tò mò đấy, ngươi sẽ dùng lợi ích gì để lôi kéo ta đây? Yêu Yêu cô nương muốn cái gì? Ngươi nghĩ ta muốn cái gì? Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, cô muốn tiêu diệt đạo đình, tiêu diệt những thứ từng là đại đạo kia, bởi vì đại đạo bất công. Nhưng hiện tại mục đích của đạo chủng chi địa không phải là đạo đình nữa. Yêu Yêu cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cho dù đạo chủng chi địa diệt đạo đình rồi thì thế giới này vẫn sẽ bất công, bởi vì đạo chủng chi địa sẽ là đạo đình kế tiếp. Yêu Yêu cô nương hẳn là phải thấy rõ rồi, bây giờ đạo chủng chi địa đã không còn chiến đấu vì tín ngưỡng, mà họ đang chiến đấu vì chính bản thân. Si Yêu Yêu trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, Yêu Yêu cô nương hắn là đã điều tra vũ trụ ngũ duy, cô cảm thấy vũ trụ ngũ duy bây giờ thế nào? Si Yêu Yêu cười, rất tốt. Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, ta muốn tiêu diệt đạo đình, xây dựng lại trật tự đại đạo. Si Yêu Yêu nhìn thẳng vào Diệp Huyên, lẽ nào là ngươi thì sẽ không trở thành đạo đình tiếp theo? Diệp Huyên lắc đầu, sẽ không. Dựa vào đâu? Yêu Yêu cô nương hiểu mà. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Si Yêu Yêu trầm mặc. Nàng ta tất nhiên hiểu rõ. Tại sao Diệp Huyên lại phải tiêu diệt đạo đình? Báo thù. Báo thù cho Mộ Niệm Niệm. Mà mục đích cuối cùng của Diệp Huyên là gì? Là bảo vệ trọn vẹn ngũ duy ngũ duy. Diệp Huyên không để ý đến đạo kinh, không để ý đến quyền lợi, cũng không màng đến trường sinh. Hoặc phải nói là trong lòng hắn, đạo kinh, quyền lợi, trường sinh, không cái nào là xếp hạng nhất cả. Với hắn mà nói, bạn bè, người thân và vũ trụ ngũ duy càng quan trọng hơn. Diệp Huyên vẫn luôn biết mình phải làm gì, tại sao lại chiến đấu, nhưng đạo chủng chi địa đã không còn cố gắng vì tín ngưỡng ngày trước của họ nữa rồi. Tín ngưỡng ngày trước của phá đạo giả của đạo chủng chi địa là gì? Công bằng. Tại sao bọn họ lại chống đối đạo đình? Bởi vì đại đạo bất công. Thế nhưng sau khi bọn họ có thực lực cường đại rồi, họ có còn đi đấu tranh vì công bằng này cho nhiều người khác không? Không. Bởi vì bọn họ và đạo đình chẳng khác gì nhau.
Mọi người đều chiến đấu vì bản thân họ. Đây cũng chính là lý do tại sao cường giả của đạo chủng chi địa không ai có thể tự bước ra một con đường mới. Lúc trước đạo đình có chứng đạo, còn đạo chủng chi địa có phá đạo, nhưng hiện tại trên phá đạo của đạo chủng chi địa vẫn là ngự đạo và thành đạo, nói cách khác, con đường của đạo chủng chi địa và đạo đình đã giống nhau lại. Nghĩ tới đây, Si Yêu Yêu thấp giọng thở dài rồi quay người rời đi. Đạo đình. Trong đại điện thần cung, lúc này sắc mặt đám người bạch đế tử đều có chút khó coi. Ở ám giới, Bạch Bào không ra tay với Diệp Huyên, bởi vì ông ta phát hiện Diệp Huyên không bị ảnh hưởng bởi những khí vẩn đục kia. Hơn nữa ám giới lại xảy ra động tĩnh lớn đến thế, chắc chắc là có liên quan đến Diệp Huyên. Rốt cuộc ám giới đã xảy ra chuyện gì? Đây là điều mà bọn họ muốn biết nhất. Lúc này, Bạch Đế Tử nhẹ giọng nói, chuyện đang càng lúc càng bất lợi hơn cho chúng ta. Bọn họ rất muốn giết Diệp Huyên, cũng đã điều động hết tất cả lực lượng, thế nhưng Diệp Huyên vẫn sống rất tốt. Hiện tại, ngày nào Diệp Huyên cũng đang trên đà trưởng thành, mà bọn họ lại chỉ có thể nhìn hắn ngày một phát triển. Không thể không nói, chuyện này là một sự dày vò với bọn họ. Mà bây giờ, cho dù bọn họ có muốn ngưng tay giảng hòa cũng là chuyện không thể. Bởi vì Diệp Huyên chắc chắn sẽ không chịu ngưng chiến. Có thể nói, bây giờ giữa Đạo Đình và Diệp Huyên, đến cuối chỉ có thể tồn tại được một. Lúc này, Bạch Đế Tử bỗng nói, đợi đã. Bạch Bào và Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ Đạo Tổ xuất quan. Xuất quan. Bây giờ chỉ có Đạo Tổ xuất quan thì mới có thể thay đổi được tình cảnh bị động hiện tại của Đạo Đình. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi Diệp Huyên trở lại vũ trụ ngũ duy liền gọi quan âm đến. Trong điện, Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ chúng ta chỉ có tiểu thất là đạt đến chứng đạo. Quan âm gật đầu, An Lan Tú, A La và A Tử nữa, các nàng đều trong giai đoạn sắp đột phá, nhưng vẫn có chút chưa đủ. Không đủ tạo hóa thần tinh. Tạo hóa thần tinh. Nghĩ tới đây. Quan âm thấp giọng thở dài. Vào giờ phút này, nàng ta mới phát hiện tạo hóa thần tinh quan trọng biết bao nhiêu. Tạo hóa thần tinh không chỉ có tác dụng lớn với cường giả cấp bậc đạo cảnh, mà chúng cũng có công hiệu rất lớn với các độn nhất như nàng ta. Thế giới này chính là như vậy, đừng bảo ngươi cứ nỗ lực là được, nếu không có tiền thì dù có nỗ lực hơn nữa cũng phí công thôi. Lúc này Diệp Huyên mới đột nhiên lấy một cái nhẫn chứa đồ ra. Hắn đưa nhẫn cho quan âm nhìn thoáng qua, một khắc sau sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, cái này. Trong nhẫn chứa đồ có tới 5 triệu tạo hóa thần tinh. Hơn nữa những tạo hóa thần tinh này còn tinh khiết hơn khi trước gấp mấy lần. Quan âm nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, ngươi lại đi đâu cướp về đấy. Diệp Huyên đen mặt đi, cô nói gì vậy? Sao lại bảo ta đi cướp? Quan âm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người lấy từ đâu ra? Diệp Huyên cười đáp, nói ra thì dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Cô phân chia những tạo hóa thần tinh này xuống dưới đi. Quan âm liếc nhìn Diệp Huyên, cũng không hỏi lại nữa, nàng ta chỉ cầm nhẫn chứa đồ rồi xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tạo hóa thần tinh. Hiện tại hắn có tới hơn 38 triệu viên tạo hóa thần tinh, ban nãy vừa cho quan âm 5 triệu, hiện tại vẫn còn 33 triệu viên. Những tạo hóa thần tinh đủ để vũ trụ ngũ duy tiêu 100 năm. Mà thứ hắn cần nhất hiện tại chính là thời gian. Có thể nói, bây giờ muốn để vũ trụ ngũ duy vượt qua đạo đình và đạo chủng chi địa đã không còn là chuyện bất khả thi. Trong điện, Diệp Huyên lấy đạo kinh ra. Bây giờ hắn đã có được 5 quyển. Hắn đã biết đạo đình có một quyển, đạo chủng chi địa có một quyển, thế giới bà sa có một quyển, vậy một quyển còn lại ở đâu? Diệp Huyên bỗng hỏi, Chi Mệnh, cô có biết tung tích của quyển còn lại không? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đạo kinh. Đại đạo Chi Linh. Đây là lời cuối cùng trước khi ra đi Niệm Tỷ đã nói với hắn. Nhất định phải tìm được đại đạo Chi Linh. Đúng lúc này, quan âm đột nhiên chạy vào trong điện, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi hưng phấn nói, có chuyện tốt.
Diệp Huyên ngây người ra rồi hỏi, chuyện gì? Quan Âm gật đầu rồi nói với vẻ kích động, rất nhiều linh đã đến. Linh. Diệp Huyên cùng Quan Âm lập tức biến mất trong đại điện. Linh cung. Hôm nay có vô số linh đã đến linh cung, những linh này đều là khi trước được Tiểu Linh Nhi ra lệnh ra ngoài tìm thiên địa chi linh về. Bây giờ tất cả linh đều đã về, không chỉ thế, mà bọn họ còn dẫn theo rất nhiều linh khác cũng về vũ trụ ngũ duy. Một linh đều dẫn về một linh khác, thậm chí còn dẫn theo vài con. Bỗng chốc, toàn bộ linh cung bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyên nhìn lướt qua, toàn bộ linh cung đã có hơn một vạn linh. Linh nào cũng có. Mà những linh này đều vây quanh Tiểu Linh Nhi, còn Tiểu Linh Nhi thì đang phát tạo hóa thần tinh cho chúng. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, cô bé bỗng bay đến trước mặt hắn, mà những linh xung quanh thấy thế thì đồng loạt đưa mắt sang nhìn bọn họ. Tiểu Linh Nhi cười tươi rói, ca, đòi tiền. Diệp Huyên cười ha ha, hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi vừa nhìn liền trợn tròn hai mắt, oa a. Nói xong, cô bé lập tức ôm chầm lấy Diệp Huyên. Trong nhẫn chứa đồ có tới hơn 300.000 viên tạo hóa thần tinh. Sở dĩ cho không nhiều là vì hắn sợ cô nhóc này sẽ tiêu pha lung tung. Tiểu Linh Nhi bắt đầu phát tạo hóa thần tinh cho những linh có mặt tại đây, trông rất là hào phóng, vì cô bé đã tăng phần thưởng lên gấp đôi. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi tăng phần thưởng lên gấp đôi, những linh có mặt đều cao hứng vô bờ, chẳng mấy chốc, khắp linh cung đều ríu rít tiếng cười. Đúng lúc này, sắc mặt của Quan Âm ở bên bỗng thay đổi, nàng ta quay sang Diệp Huyên nói, không thấy nàng nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ai cơ? Quan Âm run giọng nói, Niệm Niệm cô nương. Diệp Huyên lập tức biến mất, một khắc sau, hắn đã đến được một vùng sao trời, mà ở đây lại trống không. Bản thể mộ Niệm Niệm đã biến mất. Diệp Huyên ngây dại. Không thấy đâu cả. Diệp Huyên đứng giữa tinh không như người mất hồn. Lúc này, Quan Âm bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt nàng ta cũng vô cùng khó coi. Diệp Huyên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quan Âm lắc đầu, không biết. Lúc này, một ông già bỗng nhiên xuất hiện ở cạnh Diệp Huyên và Quan Âm, ông ta quay lại hơi hành lễ với hai người, bái kiến Diệp Minh Chủ. Quan cô nương. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, xảy ra chuyện gì? Ông lão lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc trước bản thể Niệm cô nương vẫn còn ở đây, nhưng vừa nãy lại biến mất. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Bản thể của Niệm tỷ bị người khác mang đi. Ai? Đạo đình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên mở choàng hai mắt, lúc này, Quan Âm bỗng nói, đạo đình không có khả năng lắm. Vì sao? Người phải tỉnh táo đi. Diệp Huyên trầm mặc, siết chặt hai tay lại. Quan Âm nói, đạo đình lấy bản thể mộ Niệm Niệm đi không có lợi ích gì cả, lẽ nào họ định dùng bản thể của nàng để uy hiếp ngươi à? Rõ ràng là không thể. Hơn nữa, với thực lực của ngươi bây giờ, nếu có người đặt chân vào ô vũ trụ ngũ duy thì ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra được, đúng không? Diệp Huyên chậm rãi cuộn tay phải lại. Quan Âm nói không sai, với thực lực hiện tại của hắn, nếu có người bước vào vũ trụ ngũ duy thì hắn sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Thế nhưng ban nãy hắn lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Rốt cuộc là ai? Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, ánh mắt lạnh tựa băng tuyết. Lúc này, Nguyên Linh bỗng xuất hiện, nàng ta nhìn vùng tinh không trống rỗng thì ngây cả người, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, không thấy nữa. Diệp Huyên gật đầu. Là đạo đình làm. Diệp Huyên lắc đầu, có vẻ là không. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đạo đình. Đạo chủng chi địa. Đều có vẻ không phải. Đạo chủng chi địa không có lý do để làm, còn đạo đình mặc dù có lý do, nhưng họ lấy bản thể của Niệm tỷ về làm gì? Lẽ nào để uy hiếp hắn? Cũng có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên mở hai mắt ra, một chốc sau, hắn lập tức biến mất. Thấy cảnh này, sắc mặt Quan Âm liền thay đổi. Nàng ta muốn cản Diệp Huyên, thế nhưng Diệp Huyên đã biến mất bóng. Chấm chấm chấm. Vực thiên giới, trước đại điện thần cung,
một luồng kiếm quang bỗng chém đến. Gần như là cùng lúc đó, trong đại điện cũng có một thanh trường thương phóng lên trời. Ầm. Trên không trung của đại điện thần cung, một luồng kiếm quang nổ tung, rồi từ đó có một người đàn ông chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Chính là Diệp Huyên. Mà lúc Diệp Huyên xuất hiện, Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân và Bạch Bào cũng thuận theo xuất hiện. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên với vẻ gắt gỏng, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, có phải là các ngươi làm? Chúng ta làm cái gì? Diệp Huyên gằn giọng lên, bản thể của Niệm Tỷ đã biến mất. Có phải là do đạo đình các ngươi làm? Bản thể Mộ Niệm Niệm. Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó hỏi ngược lại, bản thể của Thiên Đạo Ngũ Duy biến mất. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào Bạch Đế Tử, có phải là do các ngươi làm? Bạch Đế Tử đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Chân Võ Thần Quân bỗng xen vào, Diệp Huyên, chuyện này không phải do đạo đình làm. Diệp Huyên nhìn Chân Võ Thần Quân, ông ta trầm giọng nói, đạo đình ta với ngươi dù là tử địch, nhưng chúng ta không bị ổi đến mức đó. Hơn nữa, cường giả như Mộ Niệm Niệm, cho dù đã ngã xuống đi chăng nữa thì chúng ta vẫn rất tôn kính nàng, chúng ta sẽ không làm loại việc vô liêm sỉ như thế. Vẻ mặt Diệp Huyên ngày càng dữ tợn, nếu không phải các ngươi thì là ai? Chân Võ Thần Quân nhìn Diệp Huyên, chúng ta lấy bản thể Mộ Niệm Niệm để làm gì? Chẳng lẽ để uy hiếp ngươi à? Coi như vậy thì bây giờ chúng ta đã lấy ra uy hiếp ngươi rồi. Còn nữa, đạo đình ta không bị ổi như ngươi nghĩ, cho dù có muốn giết ngươi thì chúng ta cũng không dùng đến thủ đoạn hèn nhát như vậy. Nói xong, ông ta nhìn sang Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử bỗng cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không làm chuyện đó, cũng không cần phải làm như thế. Chân Võ Thần Quân gật đầu, vậy thì tốt. Chuyện như kiểu ăn cắp thi thể người ta, Chân Võ ông ta cho dù như nào đi nữa cũng không làm được. Diệp Huyên ở phía xa lại khép mắt lại. Không phải đạo đình. Chẳng lẽ là đạo chủng chi địa? Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không phải do đạo chủng chi địa, ta có thể đảm bảo. Không phải đạo chủng chi địa. Diệp Huyên trầm mặc, sắc mặt ngày càng dữ tợn. Rốt cuộc là ai? Trầm mặc một lát, Diệp Huyên bỗng xoay người rời đi. Sĩ Yêu Yêu đứng yên tại chỗ cau mày lại, tại sao bản thể Mộ Niệm Niệm lại biến mất? Ai ăn cắp bản thể nàng? Ăn cắp để làm gì? Sĩ Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía đám người Bạch Đế Tử, thật sự không phải do các ngươi. Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, Yêu Vương, đạo đình ta chưa bị ổi đến mức đó. Hơn nữa, cường giả cấp bậc Mộ Niệm Niệm, Chân Võ ta thành tâm tôn kính, há có thể làm ra chuyện đê hèn vậy được. Sĩ Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, sắc mặt ông ta vô cảm, sao, chẳng lẽ ta thì bị ổi được như vậy? Sĩ Yêu Yêu lạnh nhạt nói, Chân Võ Thần Quân là một cường giả, ông ta có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng Bạch Đế Tử ông thì không phải, ông thì làm chuyện thất đức gì chẳng được. Bạch Đế Tử lạnh lùng nói, tùy ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Sĩ Yêu Yêu không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi. Tại chỗ, Chân Võ Thần Quân trầm giọng hỏi, là ai ăn cắp bản thể của Mộ Niệm Niệm đây? Bạch Đế Tử đáp, hiểm nghi lớn nhất là đạo đình, tiếp theo là đạo chủng chi địa. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử nói, tuy nàng ta đã chết, nhưng bản thể nàng ta vẫn là Thiên Đạo Ngũ Duy, hơn nữa, nàng ta còn mạnh đến vậy, bản thể hẳn là rất có ích. Nói đến đây, ông ta lập tức nổi giận, ánh mắt của các ngươi bị làm sao vậy? Ta nói rồi, ta không có làm. Lúc này, Bạch Bào bỗng hỏi, nếu không phải chúng ta, cũng không phải đạo chủng chi địa thì là ai mới được? Ba người rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Bạch Đế Tử như nghĩ đến gì đó, trong mắt ông ta co rụt lại, lẽ nào? Bạch Bào và Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, sắc mặt Bạch Đế Tử trắng bệch. Cả người run rẩy sợ hãi. Chân Võ nhíu mày lại, lẽ nào cái gì? Bạch Đế Tử run giọng nói, có thể, hoàn toàn có thể. Nói đến đây, ông ta nhìn Chân Võ và Bạch Bào, các ngươi chờ tin tức của ta. Nói xong, ông ta liền xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu.
Chân Võ và Bạch Bào đứng tại chỗ nghịch mặt ra. Chấm chấm chấm. Yêu Vương Điện. Lúc này nhóm người La Hầu đã đến. Bọn họ cũng đã biết chuyện bản thể của Mộ Niệm Niệm ở vũ trụ ngũ duy biến mất. Trong điện, La Hầu nhìn Si Yêu Yêu, cô có cảm thấy việc này là do đạo đình làm không? Si Yêu Yêu lắc đầu, không có vẻ là vậy. Như Chân Võ nói, bọn họ không đến mức bị ổi như thế. Nhất là Chân Võ cùng Bạch Bào, cho dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không ra tay với bản thể của Mộ Niệm Niệm. Cường giả tầm cỡ đó, ai ai cũng tôn kính. La Hầu gật đầu, cho dù là ông ta cũng phải tôn kính Mộ Niệm Niệm từ tận đáy lòng. Cường giả có sự kiêu ngạo của riêng mình, nhất là những người như Chân Võ và Bạch Bào, bởi vậy, ông ta cũng không tin hai người họ ra tay với bản thể của Mộ Niệm Niệm. Lúc này, A Khổ Vương bỗng hỏi, nếu không phải chúng ta, cũng không phải đạo đình, vậy thì là ai? Hay là Diệp Huyên đã có kẻ địch khác? Trong điện, Si Yêu Yêu trầm mặc không nói gì. Mọi người cũng không nói chuyện. Trong điện rơi vào lặng yên. Không biết qua bao lâu, trong mắt Si Yêu Yêu bỗng co rụt lại, lẽ nào? Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Si Yêu Yêu. Nhưng Si Yêu Yêu lại chẳng nói gì, lập tức đứng dậy rời đi, sau khi ra khỏi đại điện, nàng ta liền biến mất không còn tăm hơi, chẳng biết là đi đến đâu. Ở trong điện, ba người nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên cứ đứng yên như vậy, hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào nơi đã từng có bản thể của Mộ Niệm Niệm nằm. Im hơi lặng tiếng biến mất. Không phải đạo chủng chi địa, cũng không phải đạo đình. Vậy là ai làm? Diệp Huyên thấy hơi mờ mịt. Là ai đã mang bản thể của Niệm tỷ đi? Diệp Liên. Nàng có đủ năng lực để lặng lẽ mang bản thể Niệm tỷ đi, nhưng nàng sẽ không làm vậy. Vậy còn ai nữa? Chẳng lẽ là Ám Huyên kia? Nhưng không khả thi lắm. Hắn thật sự không nghĩ ra được gì nữa. Cứ thế, Diệp Huyên đứng sững trong tinh không trọn một ngày một đêm. Hôm đó, Diệp Huyên bất chi bất giác đi tới Vu Thành, hắn cứ lê bước trên đường dài, cả người như mất hồn. Vu Thành rất phồn hoa, hai bên đều là sạp hàng rong, tiếng giao buôn bán không ngừng vang lên. Đúng lúc này, một tiếng mắng chửi đột nhiên vang lên từ bên phải Diệp Huyên, cái thứ ăn trộm này, sao dám ăn cắp vặt. Diệp Huyên nghe tiếng thì nhìn sang, cách đó không xa có một người đàn ông béo ú đang dùng một nhánh quật liên tục vào một tên ăn mày. Tên ăn mày kia nằm dạp trên đất, ra sức ôm chặt món đồ gì đó, dù bị người đàn ông nọ đánh như thế nào cũng không kêu rên ra tiếng. Tên ăn mày có tóc rất dài, rối bời và bẩn thỉu, căn bản không nhìn ra được khuôn mặt. Người đàn ông béo ú kia đạp một cái lên người ăn mày, nổi điên quát, dám ăn cắp đồ của tao, con mẹ mày. Nói xong, ông ta tiếp tục cầm cành gỗ lên quật tới tấp. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt gã đàn ông nọ, thấy hắn, trong mắt ông ta ánh lên vẻ kiêng kỵ, bởi vì nhìn cách ăn mặc của Diệp Huyên là biết không phải người thường, hơn nữa còn đeo theo kiếm. Diệp Huyên ngồi xổm xuống trước tên ăn mày, hắn nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù của đối phương lên, lúc thấy được khuôn mặt của ăn mày, hắn bỗng sững sốt. Là một cô bé. Có điều khuôn mặt bé rất bẩn, hơn nữa trên mặt còn có vết thương. Cô bé rất sợ hãi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy đồ vật trong tay, thân thể run lên, đừng. Đánh, ta, đau. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, muội tên gì? Cô bé nhìn Diệp Huyên, hơi cúi đầu, môi giật giật, nhưng lại không nói thành lời. Diệp Huyên dịu dàng dỗ, đừng sợ, ta không đánh muội. Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, bé nhìn Diệp Huyên một chốc, nhưng chẳng bao lâu sau đã cúi gục đầu xuống. Nói như mũi kêu, Niệm. Niệm, ta tên Niệm Niệm. Nghe thế, Diệp Huyên lập tức như bị sét đánh, cả người hóa đá tại chỗ. Trong lòng cô bé là một con cá hẳn còn sống. Cô bé ôm chặt lấy con cá kia, toàn thân run rẩy. Niệm Niệm. Diệp Huyên nhìn cô bé trước mắt, cả người như thể đã mất hồn. Niệm tỷ. Trong đầu Diệp Huyên bỗng lóe lên ý nghĩ đó. Nhưng tiểu cô nương trước mặt hắn lại hoàn toàn khác với Niệm tỷ.
nhưng hắn lại cảm giác được bản thân như thể từng quen biết với cô bé này, đây là lý do khiến hắn dừng bước. Lúc này, người đàn ông béo ú bỗng hô lên, ngươi là ai? Nói xong, ông ta cầm cây gỗ kia gõ liên tục vào lòng bàn tay, như muốn ra oai đe dọa người ta. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì cô bé bỗng ôm lấy đầu gối, sau đó vùi đầu xuống thật thấp, run rẩy nói, đừng đánh ta, đau. Người đàn ông béo ú kia lóe lên tia tàn ác trong ánh mắt, ông ta định đến bắt cô bé lại, mà đúng lúc này, một thanh kiếm bỗng xuyên thủng qua giữa hàng mày ông ta. Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe. Sắc mặt mọi người trên phố đều thay đổi, đám đông đua nhau thối lui ra. Diệp Huyên không quan tâm đến họ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt bé rồi dịu dàng nói, muội yên tâm, không ai đánh muội nữa đâu. Cô bé như đang rất hoảng, cả người co ro lại còn một cục, nhưng bé vẫn ôm chặt lấy con cá kia, dù bị đánh rất đau nhưng chưa từng buông con cá ra. Thấy cô bé vẫn còn sợ, Diệp Huyên bỗng thấy chút xót xa không gọi thành tên được, hắn như bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội áp bàn tay xuống mặt đất, phút chốc, trên mặt đất liền xuất hiện một nhóm lửa. Diệp Huyên nhẹ nhàng móc ngón tay lên, trong thùng nước phía xa xa lập tức có một con cá bay ra đáp xuống tay hắn. Hắn thành thạo sơ chế con cá kia cho sạch sẽ, sau đó bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, mùi cá nướng đã tỏa ra khắp nơi. Lúc này, cô bé kia mới ngẩng đầu lên, khi thấy con cá đã được nướng chín trên tay Diệp Huyên, bé mở tròn xoe mắt, nhưng chẳng mấy chốc lại cúi gục đầu xuống gối. Rõ ràng là vẫn còn đang rất sợ. Diệp Huyên vội rắc một chút gia vị lên trên cá, thế là mùi cá nướng lại ngày càng thơm. Cô bé thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cá nướng kia. Diệp Huyên đưa xiên cá nướng đến trước mặt Niệm Niệm rồi dịu dàng bảo, nào, cho muội đấy. Cô bé ngẩng đầu nhỏ lên, bé nhìn Diệp Huyên, cuống họng nuốt lên xuống, thế nhưng vẫn không dám cầm. Diệp Huyên mỉm cười, vẫn dịu dàng, đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám đánh muội. Cô bé do dự một lúc lâu rồi mới chậm chậm đưa tay ra nhận lấy cá nướng. Diệp Huyên cố gắng giữ nguyên nụ cười ôn hòa ở trên mặt. Hắn chưa bao giờ cẩn thận đến như vậy. Sau khi cô bé cầm được con cá rồi thì hắn lập tức buông tay, cô bé nuốt nước miếng mấy lần, đang định há miệng ăn thì Diệp Huyên bên cạnh vội nhắc, coi chừng nóng đấy. Nói xong, hắn vội vàng thổi vài hơi lên con cá nướng kia. Cô bé đưa mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó khe khẽ cắn một miếng, sau khi nuốt được miếng đầu. Mắt cô bé tròn xoe sáng rực, thế là lại vội vàng cắn thêm mấy miếng. Diệp Huyên cứ ngồi xổm bên cạnh bé, ngắm nghía cô gái nhỏ mãi không thôi. Là Niệm tỷ sao? Diệp Huyên không biết. Thế nhưng hắn mong là vậy. Chỉ chốc lát, cô bé đã ăn xong con cá nướng. Diệp Huyên nhìn bé, muốn ăn tiếp không? Cô bé gật đầu. Thế là hắn lại vội vàng nướng tiếp, chỉ chốc lát. Hắn lại đưa cá đã nướng chín đến trước mặt cô bé, cầm lấy. Cô bé nhìn Diệp Huyên, trong mắt đã không còn sự sợ hãi. Cô bé nhận lấy cá nướng, nhưng nghĩ đến điều gì đó, bé vội bóc ra một miếng thịt đưa cho Diệp Huyên. Tay của bé rất bẩn, rất bẩn. Diệp Huyên nhìn thấy thì rất đau lòng, hắn há miệng ăn trọn miếng cá kia, ăn xong rồi hắn lại nhìn cô bé, cười bảo ta muốn ăn nữa. Cô bé nhìn Diệp Huyên chớp mắt một cái, sau đó bé lại bóc thêm một miếng cá đưa cho hắn, sau khi Diệp Huyên ăn xong lại nhìn xuống con cá trong tay bé, bé do dự một lát, nhưng rồi vẫn bóc thêm một miếng cho Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên không ăn nữa, hắn chỉ vào con cá trong lòng cô bé, lúc này con cá kia đã ngừng giãy giụa rồi. Cô bé hiểu ý hắn, bé hơi ngập ngừng một lát, rồi vẫn đưa cá cho Diệp Huyên làm sạch cá xong lại bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã nướng chín cá, sau đó hắn chia ra ăn chung với cô bé. Bấy giờ, cô bé đã không còn phòng bị hắn nữa. Sau khi ăn cá xong, Diệp Huyên bỗng đứng dậy, hắn duỗi tay về phía bé rồi cười nói, chúng ta về nhà thôi. Về nhà. Cô bé ngây cả người, sau đó hơi cúi thấp đầu xuống. Diệp Huyên cười, ta sẽ nướng cá cho muội cả đời. Cô bé lại ngẩng lên nhìn Diệp Huyên, bé cứ nhìn như thế, trong mắt còn có chút mơ màng.
Diệp Huyên chỉ cười vừa đưa tay ra như thế. Một lát sau, cô bé bỗng vươn cánh tay nhỏ mình ra, nắm lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cười mỉm, đi thôi. Cô bé đang định đứng dậy, nhưng hình như động phải vết thương nào đó, thế là bé hít ngược vào một hơi thật sâu, nhìn nhìn Diệp Huyên, trong mắt ứa lệ, đau. Thấy cô bé bị thương khắp người, tim Diệp Huyên như bị dao cứa, hắn vội ngồi xổm xuống, lấy một viên đan ra đưa cho cô bé, nào, muội ăn đi. Cô bé không từ chối, bé há miệng ăn viên đan đỏ, chẳng mấy chốc, viên đan đã hóa thành một luồng năng lượng tinh khiết tản ra từ trong cơ thể cô bé, chỉ chốc lát, vết thương toàn thân gần như đã khôi phục hết. Cô bé hơ hơ tay một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, bộ dạng khiếp sợ này trông đáng yêu đến lạ. Diệp Huyên cười nói, thần kỳ không? Cô bé gật đầu thật mạnh. Diệp Huyên cười ha ha rồi kéo tay cô bé, về nhà thôi. Cô bé gật đầu, bé nắm tay Diệp Huyên rất chặt, như sợ hắn sẽ chạy mất. Diệp Huyên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bé rồi bước chậm về phương xa. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, là nàng. Diệp Huyên khẽ nói trong lòng, ta biết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng, bây giờ ta đã hiểu được rồi. Chuyện gì? Nàng sinh ra vì vũ trụ ngũ duy, mà sau này cũng chết vì vũ trụ ngũ duy, nếu ta đoán không sai, nàng có thể sống lại hoàn toàn là vì ngươi đã cứu được vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy bây giờ là thời kỳ hưng thịnh nhất. Không chỉ có hơn 160 long mạch, mà còn hơn vạn thiên địa chi linh. Ngoài ra, dưới sự quản lý của Diệp Huyên, nội bộ vũ trụ ngũ duy gần như không có chiến sự, cũng không có cường giả siêu cấp nào dám đánh nhau ở đây. Hơn nữa, Diệp Huyên còn mang về một vài mỏ quặng cực phẩm, những mỏ quặng này cũng sẽ điều hòa lại được thiên địa. Với tình hình này, không chỉ ngũ duy kiếp đã hoàn toàn biến mất, mà bản nguyên của vũ trụ ngũ duy cũng chính là nguyên linh cũng đã được khôi phục. Lúc này Diệp Chi Mệnh lại nói, bản nguyên của vũ trụ ngũ duy đã được khôi phục, ngũ duy kiếp cũng đã biến mất, nói cách khác, bây giờ nó đã không còn cần nàng trấn áp nữa. Là vũ trụ này đã khiến nàng sống lại, chỉ là ta không hiểu tại sao nàng lại mất ký ức, hơn nữa lại không có bất kỳ sức mạnh nào. Diệp Huyên nhìn cô bé ở bên cạnh, trong lòng cũng rất tò mò. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng cô bé này chính là Niệm Tỷ. Chỉ là tại sao Niệm Tỷ lại mất ký ức, không chỉ thế, ngay cả sức mạnh cũng tan biến hết. Chẳng lẽ là vì vết thương ngày trước? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn không xa là một ông lão. Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm vào cô bé đứng cạnh Diệp Huyên. Cô bé có hơi e sợ, vội vàng lùi ra trốn sau lưng Diệp Huyên. Bạch Đế Tử lại đưa mắt sang nhìn Diệp Huyên. Sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, Bạch Đế Tử đã nhìn ra được cô bé đứng sau mình chính là Niệm Tỷ. Lúc này Si Yêu Yêu cũng bỗng xuất hiện cách đó không xa, nàng ta nhìn cái đầu nhỏ hơi lộ ra sau lưng Diệp Huyên một lát, im lặng mà chẳng nói gì. Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, cũng lặng thinh theo. Một lát sau, Si Yêu Yêu khẽ hỏi, người đã nghĩ đến hậu quả chưa? Diệp Huyên cười nói, hậu quả gì? Bọn họ sẽ không để yên cho nàng ta khôi phục lại ký ức và thực lực. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vậy đạo chủng chi địa thì sao? Si Yêu Yêu lắc đầu, ta không biết. Sự xuất hiện của nàng sẽ khiến tất cả mọi người đều e dè ngươi. Nói xong, nàng ta lại nhìn cô bé ở phía sau Diệp Huyên, các ngươi bảo trọng. Rồi nàng ta thở dài một hơi, xoay người rời đi. Nàng ta cũng không ngờ rằng vị thiên đạo ngũ duy này lại còn sống, mà cũng không đúng, phải nói là sống lại. Việc nàng ta sống lại này chắc chắn không phải điều tốt lành gì cho Diệp Huyên. Bởi vì Mộ Niệm Niệm sống lại rồi không chỉ mất đi ký ức, mà còn mất đi tất cả sức mạnh. Đạo đình sẽ để cho Mộ Niệm Niệm khôi phục lại ký ức sao? Đạo đình sẽ để cho Mộ Niệm Niệm khôi phục lại thực lực sao? Không. Đạo đình sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết cô bé này. Không tiếc bất kỳ sự đánh đổi nào. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ lặng thinh. Hắn tất nhiên hiểu rõ lời Si Yêu Yêu nói.
Vốn dĩ hắn cần thời gian phát triển, nhưng bây giờ không còn thời gian nào nữa. Lúc này, cô bé đột nhiên khẽ kéo lấy ống tay áo Diệp Huyên, bọn họ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn nhìn cô bé, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho muội cả. Không một ai. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống rồi cười nói, nào, ta cõng muội về nhà. Cô bé mở to mắt nhìn, sau đó lắc đầu lý nhí nói, bẩn lắm. Diệp Huyên cười đáp, Niệm Niệm không hề bẩn. Nói rồi hắn khom lưng xuống. Cô bé do dự một chốc, rồi cũng leo lên lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên cõng cô bé bước chậm về phía xa. Trên đường, Diệp Huyên bỗng hỏi, Niệm Niệm, muội còn nhớ chuyện trước đây không? Cô bé lắc đầu, không nhớ. Diệp Huyên hỏi, không nhớ chút gì luôn sao? Cô bé im lặng. Diệp Huyên vội hỏi lại, vậy là có nhớ một chút? Cô bé kề sát đầu lên lưng Diệp Huyên, khẽ nói, hình như ta đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ kia dài lắm, nhưng ta không nhớ rõ. Có điều sao? Cô bé nhìn Diệp Huyên rồi khẽ nói, trong giấc mơ kia, hình như có huynh. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó cười hỏi, thật không? Thật, ta ở trong mơ là người tốt hay xấu? Cô bé suy nghĩ một chút rồi đáp, trong mơ huynh luôn là kẻ gây rắc rối. Còn mấy thứ khác thì ta không nhớ rõ. Diệp Huyên cõng cô bé rảo bước về phía xa, chẳng biết tự khi nào, trên mặt hắn đã giàn giụa nước mắt. Sổ dọc. Khi Diệp Huyên đưa cô bé về lại kiếm điện, thấy Quan Âm cũng có mặt ở trong thì đi đến, nói. Đưa muội ấy đi rửa ráy chút đi. Được. Quan Âm gật đầu, vươn tay ra, nhưng cô bé lại trốn đến sau lưng Diệp Huyên. Quan Âm nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngồi xuống, nắm lấy tay cô bé, cười nói, không sao, tỷ tỷ này là người tốt, sẽ không làm hại muội. Cô bé thoáng nhìn Quan Âm rồi lại cúi đầu. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu cô bé, khẽ nói, đừng sợ, ai dám ức hiếp muội thì cứ nói cho ta, ta đánh chết hắn. Cô bé ngập ngừng ngẩng lên nhìn hắn, ấp úng, huynh, đừng đi. Diệp Huyên cười, ta không đi đâu cả, muội theo tỷ tỷ tẩy rửa một chút, thay một bộ y phục xinh đẹp, được không? Cô bé nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, do dự rất lâu mới chịu gật đầu. Diệp Huyên đưa mắt ra hiệu. Quan Âm bèn nắm tay dắt cô bé vào bên trong điện. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi khép mắt. Giọng Diệp Chi Mệnh vang lên, người cảm thấy Đạo Đình sẽ làm gì tiếp theo? Hắn không đáp. Đạo Đình sẽ làm gì đây? Một hồi sau, hắn rời khỏi kiếm điện, đi đến trước sạp bán cá nơi hắn nhìn thấy Niệm Niệm lần đầu. Lúc này, nơi ấy đã không còn bóng người. Trước sạp có một thi thể. Còn có thể là ai ngoài tên bán cá kia? Sau một khoảng im lặng, Diệp Huyên đưa tay gọi kiếm chấn hồn. Nó khẽ run lên, thả một bóng mở bay ra. Chính là hồn phách của tên hàng cá đã đánh Niệm Niệm trước kia. Diệp Huyên giết ông ta bằng chấn hồn, tuy hấp thu hồn phách nhưng lại không hoàn toàn cắn nuốt, vì vậy ông mới còn tồn tại. Vừa thấy Diệp Huyên, ông ta cuống quýt dập đầu, run rẩy nói, tha mạng, xin tha mạng. Hắn nói, Niệm Niệm trộm cá của ngươi là lỗi của nàng, ta giết ngươi là lỗi của ta. Sau đó, hắn khẽ ấn tay mình lên hồn phách của tên hàng cá, để một luồng sức mạnh bao phủ ông ta lại. Dần ra, linh hồn ông ta nhập vào lại thể xác. Ông ta mở mắt, mờ mịt nhìn lên bầu trời, không thể tin mình vẫn còn sống. Như nghĩ đến gì đó, ông ta lồm cồm bò dậy, liên tục dập đầu với Diệp Huyên, đội ơn tiên nhân không giết. Đội ơn tiên nhân không giết. Diệp Huyên lại gọi ra một quyển trục màu đen và một bình đan dược đến trước mặt ông ta, quyển này là công pháp tu hành, ngươi làm theo có thể sống được trăm năm. Niệm tỷ lấy của ngươi một con cá, ta đưa ngươi lại cơ duyên, chúng ta không ai nợ ai. Hắn xoay người đi rồi, tên hàng cá vẫn còn dập đầu không ngớt, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là hưng phấn và kích động. Bước chân ra khỏi cổng thành. Diệp Huyên bỗng nói, người đâu? Một bóng mờ xuất hiện bên cạnh, cung kính thi lễ. Diệp Huyên, bí mật theo dõi ông ta. Nếu làm ác, diệt trừ, nếu làm thiện, giúp đỡ. Vâng.
Bóng mờ thi lễ rồi lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên nhắm mắt lại, Nhiệm tỷ, chúng ta không nợ ai bất kỳ thứ gì, cho dù là một con cá. Sau đó, hắn cũng biến mất. Vực thiên giới, thần cung. Trong điện, Bạch Đế Tử lặng thinh ngồi trên ghế suốt hồi lâu. Ông ta đã ngồi ở nơi này suốt một canh giờ, không hề hé răng lấy một chữ. Chân võ thần quân và bạch bào gần đó cũng mang vẻ mặt xa sầm. Không ai có thể ngờ rằng Mộ Niệm Niệm sẽ sống lại. Nàng ta và Diệp Huyên là hai phạm trù khác biệt. Diệp Huyên chỉ mang đến uy hiếp về sau, nhưng Mộ Niệm Niệm thì là ngay lập tức. Mà vũ trụ ngũ duy hiện nay đã khôi phục hoàn hảo, không cần nàng ta đến chấn áp nữa. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là một khi lấy lại ký ức, Mộ Niệm Niệm sẽ trở lại trạng thái đỉnh cao của mình. Mà thiên đạo ngũ duy ở trạng thái đỉnh cao phải kinh khủng đến mức nào? Liệu có thể xóa sổ đạo tổ trong một chớp mắt không? E rằng có thể. Ba người càng nghĩ càng lộ ra vẻ khó coi. Bỗng nhiên, Bạch Đế Tử thốt lên, nàng ta đã mất ký ức, mất hết sức mạnh. Hai người Bạch Bào và Chân Võ nhìn sang, thấy ông ta khép mắt lại, bây giờ không có một chút năng lực nào. Chân Võ cũng nhắm mắt, che lại một tia lạnh lẽo. Nếu Mộ Niệm Niệm trở lại trạng thái đỉnh cao, e rằng toàn bộ người đạo đỉnh có xếp hàng cũng không phải đối thủ của nàng ta, nhưng hiện nay nàng ta lại không có cả ký ức lẫn sức mạnh. Nàng ta chỉ là một đứa bé tầm thường, có thể bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bạch Bào bỗng nói, việc này cấp bách. Bạch Đế Tử gật đầu, bọn họ phải cấp tốc diệt trừ Mộ Niệm Niệm, bằng không thì ai biết khi nào nàng ta lấy lại ký ức và sức mạnh, biết đâu là ngày mai thì sao. Chân Võ, vẫn còn một vấn đề, đạo chủng chi địa. Bạch Đế Tử đứng dậy, ta sẽ đi nói chuyện với chúng. Chân Võ thần quân, nếu không thành công. Bạch Đế Tử không quay đầu lại, thì tất cả cùng cá chết lưới rách. Chân Võ, Bạch Bào, triệu tập tất cả cường giả đạo đình. Tất cả. Vừa dứt lời, ông ta đã biến mất ở nơi xa. Bạch Đế Tử một thân một mình đi đến đạo chủng thành. Khi vừa đặt chân võ ô, La Hầu đã xuất hiện trước mặt ông ta. Xì Yêu Yêu, A Khổ Vương và Chiến Man cũng có mặt. Bạch Đế Tử đi thẳng vào vấn đề, Mộ Niệm Niệm chết sẽ có lợi cho cả hai bên chúng ta. Xì Yêu Yêu bật cười, không phải chỉ có lợi với đạo đình ông thôi sao? Bạch Đế Tử, Thiên Vương, chẳng lẽ đạo chủng chi địa thật sự muốn chứng kiến một người mạnh đến vậy xuất hiện sao? Xì Yêu Yêu cong môi, sao lại không? Nàng ta trở lại không gây bất lợi gì cho chúng ta. Ngược lại, một khi đã khôi phục ký ức và sức mạnh, điều đầu tiên nàng ta làm chính là diệt đạo đình, đúng chứ? Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa, chờ đồng quy vu tận đi. Bạch Đế Tử cười, sau đó biến mất ở chân trời. Nụ cười trên mặt Xì Yêu Yêu dần biến mất. Nàng ta biết đạo đình đã không còn đường lui, vì vậy đồng quy vu tận không còn là lời nói đùa. Nếu không loại trừ Mộ Niệm Niệm ngay bây giờ, đợi một khi nàng ta khôi phục lại như xưa, đạo đình sống hay chết đều chỉ dựa vào suy nghĩ của nàng ta. Có thể nói, bọn họ bây giờ sẽ không tiếc giá nào để diệt trừ Mộ Niệm Niệm, cho dù có phải cùng chết với đạo chủng chi địa. La Hầu bỗng nói, chúng ta không thể nhúng tay. Xì Yêu Yêu nhìn sang, nghe ông ta tiếp tục, đạo đình đã vào thế chó cùng rứt dậu. Thấy nàng ta im lặng, La Hầu hỏi. Cô đang nghề gì? Xì Yêu Yêu, chúng ta có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đạo đình và Diệp Huyên người chết ta sống, chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên, cái thứ hai. Xì Yêu Yêu, giúp Diệp Huyên chống lại đạo đình, cho đến khi Mộ Niệm Niệm khôi phục như xưa. A Khổ Vương lên tiếng. Chúng ta được lợi gì? Sổ dọc. Xì Yêu Yêu, chân chính kết minh cùng vũ trụ ngũ duy, có được một minh hữu hùng mạnh về sau. Nhưng La Hầu và A Khổ Vương đều lắc đầu. Minh hữu ư? Bọn họ trước giờ không tin vào hai từ này. Bởi vì khi có lại được Mộ Niệm Niệm, vũ trụ ngũ duy sẽ chèn ép được đạo chủng chi địa. Bạch Đế Tử nói đúng, trong thâm tâm họ cũng không hy vọng sẽ có một người như nàng ta xuất hiện.
Biết được lựa chọn của họ, Si Yêu Yêu im lặng. Lấy tình hình trước mắt, lựa chọn đầu tiên là thích hợp nhất với đạo chủng chi địa. Chẳng lẽ để Đạo Đình và Diệp Huyên đấu nhau đến ngươi chết ta sống không tốt sao? Bọn họ không cần nhấc tay làm gì, cũng có thể ngồi hưởng lợi. Nếu Diệp Huyên thua, bọn họ không mất gì, nếu Đạo Đình thua, chính là chuyện cực kỳ tốt với đạo chủng chi địa. Si Yêu Yêu bỗng nói, ta đi vũ trụ ngũ duy một chuyến. Khi nàng ta rời đi, La Hầu bỗng gọi, Thiên Vương. Si Yêu Yêu quay lại, mỉm cười, sống trên đời cũng không thể quá tuyệt tình, ông nói đúng không? Sau một hồi im lặng, La Hầu nói, tự biết chừng mực. Si Yêu Yêu không đáp, chỉ biến mất tại chân trời. Vũ trụ ngũ duy, kiếm điện. Khi được Quan Âm dẫn ra, trông cô bé đã gọn gàng tươm tất hẳn lên, mái tóc còn được thắt thành bím nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Tuy dung mạo không có lấy một điểm trùng hợp, nhưng Diệp Huyên biết đây chính là Niệm tỷ. Nhắc thấy Diệp Huyên, Niệm Niệm đã chạy đến, túm tay hắn nói, ăn cá. Hắn bật cười, đi nào, ta sẽ nướng cá cho muội. Quan Âm nhìn hắn dắt cô bé đi với gương mặt nghiêm trọng, im lặng không nói gì. Niệm tỷ sống lại tất nhiên là chuyện vô cùng tốt với Ngũ Duy, nhưng vấn đề chí mạng là nàng ta đã mất đi ký ức và sức mạnh. Vào thời điểm này, Đạo Đình sẽ cho nàng thời gian khôi phục ư? Chắc chắn là không. Bọn chúng sẽ không từ bất cứ giá nào để bóp chết Niệm tỷ. Có thể thấy vũ trụ Ngũ Duy trong thời gian tới sẽ không được an bình. Diệp Huyên dẫn Niệm Niệm đi đến bờ sông nơi hắn và Mộ Niệm Niệm gặp nhau lần đầu, khi hắn còn chưa biết đối phương chính là Thiên Đạo Ngũ Duy, khi vẫn còn Thanh Nhi ở đây. Hắn bắt vài con cá từ dưới sông lên, hỏi Niệm Niệm thích con nào. Cô bé đưa tay chỉ vào con lớn nhất. Diệp Huyên phì cười, đoạn nhanh chóng làm sạch con vật, bắt đầu nhóm lửa nướng nó. Niệm Niệm đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt dán chặt vào con cá. Diệp Huyên bỗng hỏi, vì sao Niệm Niệm lại đứng giữa đường? Cô bé lắc đầu, không biết. Diệp Huyên quay lại nhìn, muội không nhớ vì sao mình lại có mặt ở đó ư. Cái gật đầu của cô bé khiến hắn im lặng. Ký ức cuối cùng của Niệm Niệm hẳn là nằm trên con đường đó. Bỗng dưng, Niệm Niệm vươn tay níu lấy cánh tay Diệp Huyên, thì thầm ta. Ta có thể đi theo huynh mãi không? Hắn cười, tất nhiên là có thể rồi. Niệm Niệm, thật ư. Hắn gật đầu, thật, sau này mỗi ngày ta đều sẽ nướng cá cho muội ăn. Niệm Niệm nhìn hắn, khóe miệng nhích lên. Cá chẳng mất bao lâu đã chín. Diệp Huyên nằm ra trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy cuộc sống này sao mà đẹp đẽ vô cùng. Niệm tỷ vẫn còn sống. Hắn cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Vì mình đã không làm chuyện ngu xuẩn, thay vào đó đã dốc lòng khôi phục vũ trụ Ngũ Duy. Ngũ Duy hiện nay tốt hơn bao giờ hết, đoàn kết hơn bao giờ hết. Khi Niệm tỷ lấy lại ký ức, chứng kiến cảnh này thì sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó hắn nghe Niệm Niệm nói, chín rồi. Cô bé nhấc con cá lên, xé một miếng thịt xuống đưa đến bên miệng hắn ăn. Diệp Huyên cười ha hả, hé miệng ngậm lấy. Niệm Niệm tròn mắt, ngon không? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc đáp, không biết ai nướng mà ngon dữ vậy ta. Niệm Niệm cười khúc khích, quỷ sứ. Đương lúc Diệp Huyên phá ra cười to, bỗng có một lão già xuất hiện bên bờ sông. Bạch Đế Tử. Diệp Huyên chỉ liếc nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục đánh chén món cá. Niệm Niệm thì lại tỏ ra đề phòng. Bấu chặt lấy tay hắn. Ánh mắt Bạch Đế Tử đặt lên người cô bé, là ta thất sách. Đáng lẽ nên hủy diệt bản thể của ngươi ngay từ đầu. Thiên Đạo Ngũ Duy vốn không phải người. Nàng ta sống vì Ngũ Duy, chết cũng vì Ngũ Duy. Sinh mệnh nàng ta có liên hệ chặt chẽ với Ngũ Duy, chừng nào Ngũ Duy còn, nàng ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Mấu chốt nhất là sức mạnh của nàng ta vẫn còn. Bản thể nàng ta ở đây. Linh hồn tuy đã tiêu tán trong đất trời nhưng lại chưa vụn vỡ, được vũ trụ Ngũ Duy lần nữa ngưng tụ. Diệp Huyên cười với Niệm Niệm, đừng sợ, có ta đây rồi.
Cô bé gật đầu, siết lấy tay hắn. Bạch đế tử, Diệp Huyên, giao con bé cho chúng ta, bằng không đạo đình quyết liều chết với các ngươi. Diệp Huyên chỉ cười, đến đây. Nơi bờ sông, bạch đế tử cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Hắn chỉ nhếch mép, đạo đình muốn đồng quy vu tận, Diệp Huyên ta lúc nào cũng sẵn sàng. Ông ta cười, người nghĩ đạo chủng chi địa sẽ giúp ngươi ư. Diệp Huyên, ngươi. Cút. Diệp Huyên bỗng quắc mắt gằn lên, tay cầm kiếm chém ra. Đồng tử bạch đế tử co rụt lại, thoát cái đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lại ở nơi nào đó cách mấy vạn dặm. Diệp Huyên lắc lắc đầu, không phải hắn không muốn giết ông ta, mà vì giết ông ta là một việc cực khó. Bạch đế tử không giỏi đánh đấm nhưng công phu bỏ chạy lại xếp hàng đầu. Kiếm vừa ra, ông ta đã vắt chân chạy đi cả nghìn dặm, kiếm khí muốn đuổi theo cũng không kịp. Bỗng nhiên, Niệm Niệm đứng cạnh bên mở miệng hỏi, vì sao ông ấy muốn giết ta? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, mỉm cười với cô bé, đừng sợ, đã có ta đây rồi. Niệm Niệm gật đầu, vâng. Hắn kéo cô bé rời đi. Bỗng thấy Si Yêu Yêu xuất hiện trước mặt. Nàng ta thoáng nhìn Niệm Niệm một cái rồi nhìn sang Diệp Huyên, tâm sự chút chứ. Hắn cười, được thôi. Ba người rảo bước dọc bờ sông về phương xa. Trên đường đi, Si Yêu Yêu khẽ nói, đạo chủng chi địa đã quyết định sẽ không ra tay. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng đoán vậy. Si Yêu Yêu, người đứng sau ngươi có định ra mặt không? Hắn cười, không. Si Yêu Yêu, vậy ngươi định dựa vào cái gì? Diệp Huyên, không gì cả, chỉ cái mạng này thôi. Si Yêu Yêu nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên cười, ta nói thật. Si Yêu Yêu im lặng hồi lâu, đoạn nhìn sang Niệm Niệm. Cô bé tỏ vẻ sợ sệt, trốn ra sau lưng Diệp Huyên. Si Yêu Yêu, ngươi phải tìm cách để nàng nhanh chóng lấy lại ký ức và sức mạnh. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Sao hắn lại không muốn Niệm Niệm nhanh chóng khôi phục, nhưng việc này không thể gấp gáp, mà bản thân hắn cũng không có cách nào, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân Niệm Niệm. Si Yêu Yêu, chẳng lẽ ngươi định liều mạng thật? Diệp Huyên, chẳng lẽ ta còn cách nào khác? Si Yêu Yêu không đáp. Diệp Huyên bỗng nói, Yêu Yêu cô nương hôm nay đến đây hẳn là còn việc khác. Sau một hồi im lặng, nàng ta đưa tay ra, gọi một quyển cổ trục xuất hiện lơ lửng trước mặt Diệp Huyên. Hắn tò mò, đây là... Si Yêu Yêu, tư liệu về đạo đình. Chúng có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu át chủ bài đều nằm trong này. Ta không dám chắc đạo đình có còn át chủ bài nào khác hay không, nhưng thông tin về cường giả đạo đình căn bản đều nằm trong này. Diệp Huyên thu quyển trục, đa tạ. Việc nhỏ mà thôi. Si Yêu Yêu lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Niệm Niệm, vì lập trường nên ta không thể giúp đỡ nhiều hơn, các ngươi tự bảo trọng. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất không còn tung tích, để lại Diệp Huyên đứng đó trong im lặng. Đúng lúc này, bỗng có một bóng mờ xuất hiện cách đó không xa, chậm rãi ngưng tụ thành một người áo đen. Diệp Huyên bấm tay, bắn một lệnh bài ra trước mặt người đó. Đối phương chính là người bí ẩn từng cho hắn chiếc quan tài băng trước kia, nói. Ta sẽ thay ngươi ra tay một lần. Diệp Huyên cười, tiền bối thắng được thành đạo cảnh không? Đối phương lắc đầu, không, nhưng có thể miễn cưỡng ngăn lại. Vậy là đủ rồi. Hắn gật đầu rồi dắt Niệm Niệm rời đi, để người bí ẩn đứng lại trong trầm lặng, một hồi sau mới khẽ nói. Đạo đình, các người dám chèn ép con của hắn sao? Lá gan lớn đấy. Vừa dứt lời đã lặng lẽ biến mất. Ở cuối nơi xa, Niệm Niệm nắm lấy tay Diệp Huyên, hỏi có người muốn đánh chúng ta sao? Hắn cười, đúng vậy, muội có sợ không? Cô bé hỏi ngược lại, huynh có sợ không? Hắn chớp mắt, hơi hơi. Niệm Niệm do dự một hồi rồi nói, vậy ta cũng hơi hơi sợ. Diệp Huyên phá ra cười. Một lát sau, cô bé lại hỏi, bọn họ muốn đánh ta ư? Hắn gật đầu, đúng vậy. Niệm Niệm, huynh sẽ bảo vệ ta chứ? Diệp Huyên, đúng. Niệm Niệm, lỡ huynh đánh không lại thì sao?
Diệp Huyên, muội nói thử xem ta nên làm gì. Niệm Niệm, có phải chỉ cần giao ta cho họ là họ sẽ không đánh huynh nữa? Hắn nói, không, mục đích của chúng là giết muội trước, sau đó giết ta. Lại qua một hồi, Niệm Niệm hỏi, vì sao huynh lại bảo vệ ta? Diệp Huyên, không vì gì cả, ta chỉ muốn bảo vệ muội thôi. Niệm Niệm thì thầm, nhưng mà việc gì cũng phải có nguyên do. Diệp Huyên, vì ta thích muội nên muốn bảo vệ muội, như vậy được không? Niệm Niệm dừng bước, ngước nhìn hắn, hỏi đầy nghiêm túc, huynh thật sự thích ta? Thấy hắn gật đầu, cô bé lại hỏi. Vì sao? Diệp Huyên. Niệm Niệm, vì sao lại thích ta? Cũng phải có lý do chứ. Diệp Huyên hỏi lại, vì sao muội thích ăn cá? Niệm Niệm, ta thích nên ăn thôi, không vì gì cả. Hắn cười, nên ta thích muội cũng giống như muội thích cá vậy, thích vì thích, không vì gì cả. Niệm Niệm, nhưng ta không phải cá. Diệp Huyên im lặng một hồi, nói, hay là mình đổi chủ đề đi. Niệm Niệm, được. Hắn thở phào một hơi, nào ngờ lại nghe Niệm Niệm hỏi. Huynh thích ta ở chỗ nào? Diệp Huyên, chỗ nào cũng thích. Niệm Niệm, sao mà chỗ nào cũng thích được? Như ta thích ăn cá, nhưng không thích xương cá. Chắc chắn huynh cũng không thích điểm nào đó ở ta. Diệp Huyên rơi vào im lặng. Cô bé hỏi, vì sao? Diệp Huyên, ta không thích muội gạt ta. Niệm Niệm tròn mắt, ta từng gạt huynh ư. Hắn gật đầu, trong giấc mơ. Chúng ta cùng đi đến một nơi nọ, muội nói chúng ta có thể cùng nhau trở về, nhưng hóa ra là đang gạt ta. Rốt cuộc muội lại không về. Niệm Niệm không khỏi đau lòng, kéo kéo tay hắn, huynh đừng giận, ta sẽ không làm thế nữa. Diệp Huyên cười, vậy một lời đã định. Niệm Niệm chân thành đáp, một lời đã định. Hai người tay trong tay, nhanh chóng biến mất ở cuối dòng sông. Si Yêu Yêu đứng trên không trung vũ trụ ngũ duy nhìn xuống, lẳng lặng không nói một lời. Bên cạnh nàng ta, La Hầu thấp giọng lên tiếng. Đạo đình đã triệu hồi tất cả các cường giả trở về. Những ai đang bế quan, trừ đạo tổ ra, đều đang đi đến vực thiên giới. Si Yêu Yêu không nói gì. La Hầu, đạo đình lần này thật sự muốn quyết tâm liều chết đến cùng. Bọn chúng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tiêu diệt Mộ Niệm Niệm. Ông ta nhìn sang Si Yêu Yêu, thiên vương, ta biết cô có lòng yêu người tài. Nhưng Diệp Huyên này chính là một lốc xoáy khổng lồ mà đạo chủng chi địa ta không thể bị cuốn vào, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng ta gật đầu, ta hiểu. La Hầu thấp giọng thở dài, ta thật sự rất thưởng thức tên Diệp Huyên này, đáng tiếc hắn không phải người của đạo chủng chi địa chúng ta. Si Yêu Yêu bỗng hỏi, La Hầu, ông có cho rằng chúng ta cần thay đổi không? La Hầu, cô muốn thay đổi gì? Si Yêu Yêu, trước đây. Chúng ta chiến đấu vì cái gì? La Hầu im lặng. Si Yêu Yêu nhìn sang, hiện nay, chúng ta đang vì lợi ích của bản thân. Năm ấy, sở dĩ chúng ta trở thành phá đạo giả, là bởi vì đại đạo bất công, chúng ta mới đứng lên chiến đấu vì tín ngưỡng trong lòng mình. Nhưng bây giờ, đạo chủng chi địa lại không có tín ngưỡng, mỗi người chỉ biết vì lợi ích của mình. Một khi diệt đạo đình, chúng ta sẽ là đạo đình kế tiếp. La Hầu im lặng. Si Yêu Yêu, chẳng biết từ khi nào, chúng ta đã quên mất dự tính ban đầu. Vì sao trên phá đạo rồi lại không ai có thể tìm ra một con đường mới? Vì chúng ta và đạo đình vốn đã không hề khác nhau. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. La Hầu hỏi, cô đi đâu? Đi theo trái tim ta. Si Yêu Yêu không quay đầu lại, sau đó biến mất ở nơi xa. La Hầu lẳng lặng đứng đó. Chấm 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 chấm. Diệp Huyên không dẫn Niệm Niệm về kiếm điện mà một lần nữa đi đến điện U Minh ở vũ trụ tứ duy. Bên trong quạnh quẽ điều hưu, chỉ có mấy pho tượng đứng đó. Diệp Huyên nhìn quanh quất, hỏi có ai ở đây không? Không ai đáp lại. Hắn im lặng một hồi, sau đó dẫn Niệm Niệm rời đi. Bước ra ngoài điện rồi, Diệp Huyên cũng không mấy thất vọng. Bởi hắn ban đầu đã không đặt hy vọng vào người khác. Với hắn mà nói, tìm được người giúp đỡ là chuyện tốt, không được thì cũng không sao.
Bỗng dưng, một âm thanh vang lên từ trong điện, có việc gì? Diệp Huyên xoay người nhìn lại, vẫn không thấy một bóng người. Hắn khẽ thi lễ, không biết là vị tiền bối nào. Âm thanh lần nữa vang lên, có việc gì? Diệp Huyên do dự rồi nói, tiền bối có biết đạo đình không? Không biết. Diệp Huyên. Lại một lần nữa, có việc gì? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tiền bối có thể giúp ta một việc không? Âm thanh im đi trong một chốc, việc gì? Diệp Huyên, đánh nhau. Âm thanh im bặt, nhưng Diệp Huyên vẫn lẳng lặng đứng chờ một câu trả lời. Phải mất hồi lâu sau, nó mới tiếp tục lên tiếng, có người dặn dò, không được giúp ngươi. Hắn tròn mắt, ai? Là ai? Giọng nói, một người ngươi quen biết. Diệp Huyên ngây ra. Người hắn quen. Chẳng lẽ là cường giả bí ẩn trong cơ thể Diệp Liên? Hoặc là cô gái cầm trường thương trong tay? Âm thanh lại cất lên, con đường ngươi phải đi còn rất dài, ngươi phải tự mình bước tới, đó mới là đạo của ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên, nhưng tiền bối à, đạo đình có cả một đống người đang muốn hội đồng ta. Âm thanh, tự mà giải quyết. Diệp Huyên do dự, hỏi, giúp một tí thôi cũng không được sao? Âm thanh, không. Hắn bật ra một tiếng cười thê lương, bỏ đi, dù sau đời này của ta, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lẻ loi cô độc, còn phải nhận lấy nguyên nhân tai ách rối ren gì đó. Thôi có nói cũng chẳng được gì, không nói nữa thì hơn. Dù sao một đứa mồ côi như ta, chỉ cần làm quen là được rồi. Hắn bắt đầu dắt Niệm Niệm đi xa, bỗng nghe âm thanh lại nói. Đợi đã. Bước chân Diệp Huyên dừng lại ngoài điện U Minh, lại nghe giọng nói kia vang lên bên trong. Chúng ta ở cách nơi này quá xa, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên không đáp. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, không biết nói gì mà hắn lập tức vui mừng ra mặt, khẽ thi lễ trước điện rồi dắt Niệm Niệm rời đi. Khi họ trở về, vũ trụ ngũ duy đã tiến vào trạng thái cảnh giác toàn diện. Hắn đi đến kiếm tông, thấy đã có mấy trăm kiếm tu sẵn sàng đợi lệnh. Tuy bọn họ chỉ mới đến độn nhất cảnh nhưng hoàn toàn có khả năng đối kháng với chứng đạo cảnh. Thế nhưng bấy nhiêu vẫn hoàn toàn chưa đủ. Diệp Huyên tìm đến Lục Sư Tỷ, đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho nàng ta. Nàng ta hỏi, bên trong là gì? Hắn cười, Sư Tỷ cứ nhìn xem. Chỉ thoáng nhìn thôi mà Lục Sư Tỷ đã biến sắc, đây là. Bên trong chiếc nhẫn ấy là những bảo vật đến từ Na Già Long tộc. Trong đó chứng đạo cảnh vô số, ngự đạo cảnh tuy ít nhưng cũng có một vài. Phải biết rằng kiếm chấn hồn của Diệp Huyên cũng chỉ mới đến ngự đạo cảnh mà thôi. Lục Sư Tỷ nhìn hắn, người đi cướp từ đâu mà có. Diệp Huyên chỉ cười, một vị tiền bối tặng cho. Lục Sư Tỷ suy tư một hồi rồi nói, có những trang bị này, kiếm tu kiếm tông chúng ta có thể chém chết chứng đạo cảnh, bọn cổ nghiệt càng có thể giết ngự đạo cảnh. Tốt. Diệp Huyên gật gù rồi dắt Niệm Niệm rời đi. Lục Sư Tỷ bỗng lên tiếng, người có chắc thắng không? Hắn dừng bước, quay lại mỉm cười, không. Lục Sư Tỷ im lặng. Diệp Huyên đưa tay khẽ xoa đầu Niệm Niệm, Sư Tỷ có thể gọi tổ sư kiếm tông ra không? Thấy nàng ta lắc đầu, hắn giang tay ra. Người khác gọi được mà, Sư Tỷ cũng gọi đi chứ. Lục Sư Tỷ chừng hắn, cút. Diệp Huyên cười ha hả, dắt Niệm Niệm rời đi. Đến trước kiếm điện, Diệp Huyên gọi tháp giới ngục ra. Đúng lúc ấy, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Na Già Lâu, con rồng cuối cùng của Na Già Long tộc. Nàng ta nói, ta muốn tu luyện đạo thể của ngươi, được chứ? Diệp Huyên chớp mắt, cô luyện được sao? Na Già Lâu gật đầu, ông nội nói ta có thể, nhưng ông nghĩ rằng ngươi sẽ không cho phép ta. Diệp Huyên chỉ cười, để ta dạy cô. Na Già Lâu, thật không? Hắn gật đầu, nhưng cô phải giúp ta chiến đấu. Na Già Lâu rút ra một sâu mứt quả, liếm liếm một hồi rồi nói, không thành vấn đề. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu dạy Na Già Lâu cách tu luyện đạo thể. Thật ra hắn còn muốn dạy cho cả nhóm An Lan Tú, tiếc rằng thời gian không cho phép. Hơn nữa,
thân thể của nhóm An Lan Tú còn quá yếu, sẽ rất khó khăn để tu luyện đạo thể. Bản thân hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tu thành là nhờ vào thân xác cực kỳ rắn chắc của mình. Nhìn khắp vũ trụ ngũ duy, gần như không có ai đạt được đến trình độ của hắn. Na Già Lâu là một trong số ít ngoại lệ. Long tộc như nàng ta trời sinh có thân thể cứng rắn, một khi thành công tu luyện được đạo thể, nếu có thể đạt đến ngự đạo cảnh thì chắc chắn sẽ xếp trên hắn. Na Già Lâu nếu luyện được đạo thể thì tuyệt đối có thể đối đầu với cường giả thành đạo cảnh, cho dù không thắng thì ít nhất cũng ngang tay. Suốt khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên ngoại trừ dạy Na Già Lâu tu luyện thì đều ở bên Niệm Niệm. Tất nhiên, hắn vẫn chưa quên đạo đình. Ở nơi nào đó trong điện, Diệp Huyên đang ngồi nướng cá, kế bên là Niệm Niệm, trước mặt là một ông lạ áo đen. Ông ta khẽ thi lễ với hắn, Diệp công tử, toàn bộ cường giả đạo đình đã lên đường đến vực thiên giới, e rằng ít ngày nữa sẽ đến vũ trụ ngũ duy. Xin công tử hãy sớm chuẩn bị. Diệp Huyên hỏi, tổng cộng bao nhiêu? Ông lão, phàm là đã đạt đến chứng đạo cảnh đều lên đường. Ngoài ra, e rằng đạo đình sẽ dùng đến những con át chủ bài chưa từng hé lộ trước kia. Đạo tổ rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Diệp công tử phải gấp rút chuẩn bị. Thấy hắn im lặng, ông lão ôm quyền. Lão hủ sẽ lập tức thông báo nếu đạo đình có hành tung gì mới. Cáo từ. Ông ta vừa rậm rời đi thì nghe Diệp Huyên lên tiếng. Thay ta nói tiếng cảm ơn với thiên vương. Lão hủ nhất định sẽ chuyển lời. Ông lão gật đầu rồi biến mất. Diệp Huyên chậm rãi khép mắt lại. Niệm Niệm khẽ hỏi, bọn họ đều đến đây để đánh ta sao? Hắn lắc đầu, không, mục tiêu của họ là ta. Niệm Niệm nhìn hắn, huynh gạt ta. Hắn bật cười, vậy bọn họ đến đánh muội, được chưa? Cô bé tròn mắt, vì sao chứ? Vì sao trộm cá ư? Nhưng mà khi ấy ta đói lắm, lần sau ta không làm vậy nữa. Diệp Huyên chỉ khẽ khàng xoa đầu cô bé, một con cá thì tính là bao. Toàn bộ vũ trụ ngũ duy này đều nợ muội cơ mà. Nếu không có Niệm tỷ, vũ trụ ngũ duy liệu có tồn tại được không? E rằng đã bị xóa sổ từ lâu. Vì vậy nói bọn họ nợ nàng cũng không phải lời gì quá đáng. Đúng lúc này, Quan Âm đi đến, nói. Vũ trụ ngũ duy đã chuẩn bị xong. Diệp Huyên, không thể để chiến trường nổ ra ở nơi này. Quan Âm gật đầu. Nếu chiến trường xảy ra tại vũ trụ ngũ duy, cho dù họ thắng hay thua thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Quan Âm hạ giọng, mục đích của chúng không chỉ là tiêu diệt Niệm cô nương, mà còn muốn xóa sổ cả ngũ duy. Diệp Huyên không nói gì. Đạo đình đã học khôn, chỉ giết Niệm tỷ thôi vẫn chưa đủ, muốn diệt trừ hậu hoạn thì phải tiêu diệt cả vũ trụ ngũ duy, khi ấy Niệm tỷ sẽ không còn khả năng sống lại nữa. Nàng ta khẽ nói, nếu Niệm cô nương có thể khôi phục ký ức thì tốt rồi. Vũ trụ ngũ duy hiện nay đã không cần Mộ Niệm Niệm trấn áp nữa. Chỉ cần nàng ta lấy lại ký ức, đạo đình hay đạo chủng chi địa gì đó đều sẽ chỉ như loài sâu kiến. Chính vì vậy, đạo đình mới không tiếc mọi giá để diệt trừ bọn họ. Liệu ký ức của Niệm tỷ có khôi phục không? Diệp Huyên thoáng nhìn Niệm Niệm kế bên, trong lòng không dám nắm chắc. Niệm tỷ thật sự đã quên đi mọi chuyện trước kia, không ai biết được khi nào có thể nhớ lại. Hắn im lặng một hồi, đoạn cười, không sao cả, lần này để ta gánh vác. Quan Âm, có thể không? Hắn cười, không phải vẫn còn mọi người ở đây sao? Quan Âm ngẩn ra, sau đó bật cười, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Diệp Huyên, A Tử và A La đã xuất quan chưa? Quan Âm, sắp rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy là tốt rồi. Sau khi dặn dò Quan Âm thêm vài chuyện, đợi nàng ta đi rồi hắn tiếp tục nướng cá, nhưng suy nghĩ đã chạy đến nơi nào xa lắm. Đạo đình có hai cường giả thành đạo cảnh, một là đạo tổ, người còn lại đã biến mất nhiều năm, ngay cả đạo chủng chi địa cũng không rõ tung tích. Mà hiện nay, cũng chỉ có thành đạo cảnh mới có thể một mình giết Diệp Huyên hắn. Nếu hắn vận dụng huyết mạch chi lực, hẳn sẽ có thể đánh ngang tay với một thành đạo cảnh, xác suất thắng bại khi ấy tầm 3-7. Nhưng nếu cả hai cùng ra tay thì hắn sẽ phải bó tay chịu trói, tuyệt đối không có lấy một chút cơ hội.
Bởi vì tuy thân thể hắn đã đạt đến ngự đạo cảnh nhưng cảnh giới bản thân thì không, chỉ chống lại một thành đạo cảnh thôi đã rất hao tổn sức lực rồi, nói chi đến hai người. Đã vậy, ngoại trừ thành đạo cảnh ra vẫn còn chân võ và bạch bào, hai người đã tiếp cận với thành đạo cảnh. Nếu họ cùng nhau quần ẩu, Diệp Huyên không dám chắc mình có thể thắng được. Đạo đình lần này chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lựa chọn, mà sẽ dùng cách lấy nhiều đánh ít. Vũ trụ ngũ duy hiện nay gần như không có cường giả ngự đạo cảnh, mà đạo đình lại có tận 76 vị thần quân. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là bọn chúng có ngần ấy cường giả ngự đạo cảnh. Về phần chứng đạo cảnh, đạo đình có đến 167 người. Có thể nói, nếu tính về lực lượng thì đạo đình hoàn toàn đè bẹp vũ trụ ngũ duy, mà đây chỉ là thực lực mặt ngoài. Đến đạo chủng chi địa cũng không biết liệu họ có còn giấu con bài tủ nào nữa không. Phải đánh thế nào đây? Diệp Huyên tiếp tục lẳng lặng nướng cá trong điện. Bỗng nhiên, Niệm Niệm ôm lấy tay hắn, khẽ khàng hỏi, là ta làm liên lụy đến huynh sao? Hắn cười cười, không, phải ngược lại mới đúng. Nếu không phải vì Diệp Huyên hắn, Niệm tỷ sẽ không phải ra đi. Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên. Những giấc mơ của ta, thật ra không phải mơ, đúng không? Hắn do dự một hồi rồi gật đầu. Niệm Niệm chỉ mất trí nhớ chứ không hề ngu ngốc. Cô bé lại hỏi, ta mất trí nhớ, đúng không? Hắn gật đầu. Niệm Niệm, trước kia ta lợi hại lắm đúng không? Diệp Huyên cười, vô cùng lợi hại, còn có danh xưng thanh kiếm thứ tư của nhân gian đấy. Niệm Niệm tròn mắt, tức là còn ba thanh kiếm nữa ở trước ta. Phải. Hắn gật đầu, thấy cô bé rũ đầu xuống thì hỏi. Sao vậy? Niệm Niệm siết lấy cánh tay Diệp Huyên, nhưng ta không nhớ được gì cả. Hắn cười, không sao, không nhớ được cũng không cần dáng nhớ lại. Niệm Niệm nhìn vào mắt hắn, nhưng ta muốn giúp huynh. Diệp Huyên chỉ xoa đầu cô bé, muội đã giúp ta rất nhiều rồi. Lần này để ta giúp lại, có được không? Niệm Niệm lẳng lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên, Diệp Huyên bất thình lình ngẩng phát dậy, nhìn thấy một gương mặt già cỗi quen thuộc trong vũ trụ. Bạch Đế Tử. Ông ta đã đến. Diệp Huyên khẽ cười, đứng dậy dẫn Niệm Niệm ra khỏi điện. Niệm Niệm siết lấy tay hắn, ta gọi huynh là đại ca được không? Nhưng Diệp Huyên lắc đầu, không được đâu. Niệm Niệm khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên, ta sợ muội nhớ lại rồi sẽ đánh ta mất. Niệm Niệm tròn mắt, huynh không đánh lại ta ư? Hắn do dự, đang định trả lời thì lại bị Niệm Niệm ngắt ngang, huynh đã hứa sẽ không gạt ta. Diệp Huyên đành bất đắc dĩ nói, ta không đánh lại muội thật. Chỉ cần một đấm của muội thôi là đạo thể của ta nát như tương ngay. Niệm Niệm cười khúc khích, nắm tay hắn, đừng sợ. Sau này ta sẽ không đánh huynh nữa. Diệp Huyên vội hùa theo, đã nói thì phải giữ lời đó. Ngoéo tay. Niệm Niệm chân thành nói, đoạn vươn một ngón tay ra. Diệp Huyên bật cười, cũng duỗi tay. Hai ngón tay nhẹ nhàng ngoéo vào nhau. Ở ngoài điện ấy, không biết là ai đã thốt lên, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong vũ trụ phía trên ngũ duy. Bạch Đế Tử nhìn xuống với vẻ lãnh đạm. Tin tức mộ Niệm Niệm sống lại đã khiến ông ta sinh lòng hốt hoảng không, phải nói là sợ hãi. Người phụ nữ chỉ dùng 3 phần sức mạnh đã hủy diệt được nhục thân của đạo tổ. Một khi nàng ta khôi phục ký ức, thì tiêu diệt đạo đình chỉ là việc dễ như trở bàn tay. May mắn là nàng ta hiện nay đã mất đi cả ký ức lẫn sức mạnh. Bỗng nhiên, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Bạch Đế Tử với Niệm Niệm bên người. Ông ta nhìn hắn, sau đó nhìn sang cô bé. Niệm Niệm lần này không sợ nữa, đón lấy ánh mắt đối phương, tay nắm chặt tay Diệp Huyên. Bạch Đế Tử bỗng hỏi, chỉ một mình ngươi? Hắn cười, đương nhiên không. Ông ta gật đầu, ta rất chờ mong. Vừa dứt lời, không gian phía sau ông ta bỗng vỡ ra. Hàng loạt khí tức cuồn cuộn như thủy triều ồ ạt xông tới. Hai người đi đầu chính là Bạch Bào và Chân Võ, phía sau là 76 thần quân, tất cả đều đã đến ngự đạo cảnh. Xếp hàng sau họ là 167 cường giả chứng đạo cảnh.
Có thể nói, tất cả cường giả đạo đình đều xuất hiện tại đây, quyết tử chiến đến cùng. Tuy thực lực của vũ trụ ngũ duy không bằng đạo đình, nhưng một khi Mộ Niệm Niệm lấy lại ký ức, tình thế hai bên sẽ lập tức đảo chiều. Vì vậy, hoặc Mộ Niệm Niệm chết, hoặc đạo đình vong. Bạch Đế Tử, Diệp Huyên, người có thể gọi người sau lưng ngươi ra. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn về sau cách đó không xa. Người áo đen từng cho hắn chiếc quan tài băng xuất hiện. Người này lai lịch bí ẩn. Diệp Huyên không biết tên y, cũng không hỏi thăm, bởi đối phương trông có vẻ không muốn lây dính quá nhiều nhân quả từ hắn. Lần này y đến đây, chỉ để giúp hắn chiến đấu, khi xong rồi áng chừng sẽ rời đi. Bạch Đế Tử nhìn người áo đen rồi nhìn lại Diệp Huyên, còn nữa không? Hắn cười, tạm thời chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng ông ta lại cau mày nhìn hắn, chợt cảm thấy bất an trong lòng. Diệp Huyên quá bình tĩnh. Lấy hiểu biết của ông ta về hắn chỉ bình tĩnh như vậy khi có gì đó để dựa vào. Rốt cuộc là gì? Đạo chủng chi địa sẽ không nhúng tay rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự đến từ thế giới bà xa? Bạch Đế Tử không tin. Bỗng Diệp Huyên hỏi, ông còn đang đợi gì, hả Bạch Đế Tử? Ông ta nhìn sang, thấy hắn cười, sao còn không lên đi? Bạch Đế Tử nhìn hắn chằm chằm, cố làm ra vẻ. Sau đó ông ta quay sang người áo đen, các hạ là. Y đáp, ta chỉ giúp hắn đánh một trận mà thôi. Bạch Đế Tử nhàn nhạt nói, hắn ra giá bao nhiêu, đạo đình ta ra gấp đôi. Tiền bạc không thành vấn đề. Đối phương lắc đầu rồi lên tiếng trước khi Bạch Đế Tử kịp mở miệng, chớ có nhiều lời. Y hỏi Diệp Huyên, ta đánh ai? Hắn chỉ vào Bạch Bào và Chân Võ, hai tên này. Người áo đen, hai người này, ta chỉ có thể ngăn cản. Hắn gật đầu, đủ rồi. Đối phương cũng gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Chân Võ nói với Bạch Bào, để ta cản y. Vừa dứt lời, ông ta đã rút kiếm bổ xuống. Xoẹt. Có tiếng xé rách vang lên. Quỳnh. Không gian trước mặt Chân Võ bỗng chấn động kịch liệt, sau đó ông ta bị đẩy lùi lại mấy trượng. Bạch Đế Tử thấy vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Người áo đen kia mạnh đến vậy sao? Chân Võ siết chặt kiếm trong tay, một luồng kiếm thế hùng hậu ngưng tụ lại. Người áo đen lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta, tung ra một cú đấm đơn giản nhất. Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt khi Chân Võ vung kiếm chém ra. Khí thế như muốn bổ đôi vũ trụ. Khu vực nơi họ đứng trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Chân Võ tuy rơi xuống hạ phong nhưng người áo đen vẫn rất khó để có thể kết liễu ông ta, nên Bạch Bào không ra tay, chỉ nhìn Diệp Huyên. Có vẻ như y không thể cản lại hai ta cùng lúc rồi. Diệp Huyên không nói gì. Đúng lúc này, tiếng kiếm minh bỗng réo rắt vang lên từ chân trời. Một khắc sau, đã có một cô bé xuất hiện trước mặt Bạch Bào. Tiểu Thất. Diệp Huyên không khỏi ngây ngẩn, Tiểu Thất, ta tưởng cô đến Tam Duy gì rồi chứ? Nàng ta liếc nhìn, ta về rồi. Hắn chớp mắt, thắng nổi không? Để thử xem. Tiểu Thất nói, sau đó vung kiếm chém ra. Sức mạnh của nó khiến Bạch Bào đứng đằng xa không khỏi nhíu mày, còn Bạch Đế Tử thì xa sầm mặt mũi. Đứa nhóc này từ đâu mà ra? Tiểu Thất và Bạch Bào nhanh chóng lao vào chiến đấu, đánh ngang tay nhau. Nói Diệp Huyên không hết hồn là giả, không ngờ Tiểu Thất lại mạnh đến vậy. Lúc này, Bạch Đế Tử lại hỏi, người để người khác ngăn chặn Bạch Bào và Chân Võ, hiển nhiên là vẫn còn, đúng chứ? Hắn lắc đầu, đã không còn ai nữa. Bạch Đế Tử, vậy là đã sắp kết thúc rồi sao? Diệp Huyên bỗng cười, Bạch Đế Tử, ta tặng cho ông một món quà. Nói xong, hắn đưa Niệm Niệm vào tháp giới ngục, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Đế Tử nhìn hắn không chớp mắt, hai tay dần siết lại. Các thần quân phía sau cũng mang vẻ đề phòng tột độ, không ai dám chủ quan trước Diệp Huyên. Nào ngờ đúng lúc này, một tiếng phịt bỗng vang lên từ sau mông Diệp Huyên. Những người khác sững sờ. Sau đó sắc mặt vặn lại. Tên này đang đánh rắm. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu,
quay sang nói với Bạch Đế Tử, cái giám này là quà ta tặng ông đấy, thích không? Bạch Đế Tử chỉ lãnh đạm nói, ra tay. Lời vừa ra, những thần quân phía sau ông ta ùa lên với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn chỉ nhếch mép, một khắc sau, mười mấy vạn thanh khí kiếm bỗng dưng túa ra từ trong cơ thể hắn. Tất cả đều được ngưng tụ từ khí vẩn đục mà thành. Sự xuất hiện của chúng khiến Bạch Đế Tử biến sắc kịch liệt, lui lại. Lui lại mau. Nhưng đã không còn kịp rồi. Khí vẩn đục là thứ đến thành đạo cảnh còn không dám khinh khi, ngự đạo cảnh làm sao có thể chống lại được. Mười mấy thần quân đi đầu nhất vì quá bất ngờ mà không kịp đề phòng, đã bị khí kiếm thọc thành tổ ong vỏ vẽ, mất mạng ngay lập tức. Những người đi sau kịp thời phản ứng, cuống quýt lùi lại hơn mấy nghìn trượng. Quanh người Diệp Huyên, đã có 10 vạn thanh khí kiếm xoay vần. Bạch Đế Tử nhìn hắn với vẻ khó tin tràn ngập, đây là khí vẩn đục của ám giới. Ngươi không sợ chúng ư? Ngạc nhiên lắm sao? Diệp Huyên cười, sau đó biến mất tại chỗ, hàng loạt thanh khí kiếm ấy bỗng bắn tới như cuồng phong bão tố. Các thần quân và cường giả chứng đạo cảnh đều biến sắc. Nếu đây chỉ là khí kiếm bình thường thì họ chẳng có gì phải sợ, bởi sức mạnh hiện nay của Diệp Huyên còn chưa đủ để giết chứng đạo cảnh bằng khí kiếm, đã vậy hắn còn phải điều khiển ngần này thanh. Khốn nỗi khí kiếm này lại phải khí thường, mà là khí vẩn đục. Đừng nói chứng đạo cảnh, ngay cả cường giả ngự đạo cảnh cũng không dám động vào, bằng không sẽ lập tức tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, sau đó nghênh đón cái chết. Bạch Đế Tử ra lệnh không chút do dự, rút lui. Tất cả lập tức rút lui. Các cường giả nhận lệnh lập tức lui bước, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi vũ trụ ngũ duy. Bạch Bào và Chân Võ dừng bước, nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đong đầy nghiêm trọng. Sở dĩ đạo đình và đạo chủng chi địa không thể triệt để mở mang vực thiên giới cũng chính là vì thứ khí vẩn đục này. Ngay cả hai người như họ cũng không dám xem thường chúng, nói chi là những cường giả bình thường khác. Nhưng họ không ngờ Diệp Huyên lại không sợ khí vẩn đục, lại còn có thể ngưng tụ chúng thành kiếm. Hắn đã làm cách nào? Bạch Đế Tử trừng trừng nhìn Diệp Huyên, làm thế nào ngươi lại không sợ khí vẩn đục? Hắn tâu toét cười, đoán xem. Ông ta nói, Diệp Huyên, ngươi thật sự cho chúng ta một món quà cực kỳ bất ngờ đấy. Diệp Huyên bỗng khép ngón tay lại, chém ra một luồng kiếm khí trực chỉ Bạch Đế Tử. Nào ngờ kiếm khí vừa bay ra, ông ta đã trốn đi tận vạn trượng. Hắn không biết phải nói gì. Mẹ nó! Lão già này đánh nhau thì chẳng ra trò trống gì, nhưng chạy trốn cứ gọi là vô địch. Chúng ta đi! Bạch Đế Tử bỗng nói rồi xoay người rời đi. Bạch Bào và Chân Võ nối gót. Trong tinh không, Diệp Huyên nhắm mắt lại. Hắn biết, mọi chuyện chưa kết thúc tại đây. Lần kế tiếp đạo đình tới, lực lượng của chúng sẽ không chỉ có ngự đạo cảnh, mà sẽ có thành đạo cảnh uy hiếp lớn nhất hiện nay với hắn. Ông lão thành đạo cảnh ở vực thiên giới tuy kiêng kỵ khí vẩn đục nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ không dám đi sâu vào vực vì trong ấy nơi nào cũng đầy rẫy loại khí này mà thôi. Mà Diệp Huyên lại không thể khiến cả vũ trụ ngũ duy cũng tràn ngập khí vẩn đục được. Tiểu Thất xuất hiện bên cạnh hắn, có kế hoạch gì tiếp theo? Diệp Huyên, thay ta bảo vệ ngũ duy một chút. Tiểu Thất gật đầu, được. Diệp Huyên lại nhìn sang người áo đen, thấy y do dự một hồi rồi nói, ta đã ra tay giúp ngươi rồi. Hắn bèn nhúc nhích ngón tay, gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt đối phương, bên trong là hơi 10.000 viên tạo hóa thần tinh. Diệp Huyên, 10.000 viên cho một lần ra tay, tiền bối nhận không? Người áo đen lưỡng lự. Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn nữa, chứa 20.000 viên tạo hóa thần tinh. Đối phương lập tức thu lấy cả hai, ta và vũ trụ ngũ duy cùng tồn cùng vong, thề không đội trời chung với đạo đình. Diệp Huyên. Những lời này của người áo đen khiến Diệp Huyên lắc đầu cười. Tạo hóa thần tinh đúng là thứ tốt, ngay cả cường giả như y cũng không thể từ chối. Ngặt nỗi hiện giờ chúng trên cơ bản đều nằm dưới sự khống chế của đạo đình và đạo chủng chi địa. Người ngoài muốn có được thì khó như lên trời. Nghĩ đến việc này, Diệp Huyên không khỏi nhíu mày.
trong tay hắn không chỉ có mấy nghìn vạn viên tạo hóa thần tinh mà còn cả mười mấy quặng mỏ siêu cực phẩm. Tại sao không dùng nó để chiêu mộ cường giả ngự đạo cảnh nhỉ? Thế lực đạo đình rất mạnh, nhưng chỉ cần thưởng hậu hĩnh, ắt sẽ có người hưởng ứng. Chỉ cần bỏ ra số tiền đủ cao, chắc chắn sẽ có người chịu đến vũ trụ ngũ duy. Nghĩ vậy, Diệp Huyên lập tức gọi Quan Âm đến, suy tư một hồi rồi nói, Quan Âm, thay ta viết một lá thư chiêu mộ, nói rằng phàm là cường giả đạt đến chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh, chỉ cần đến giúp đỡ vũ trụ ngũ duy, ta sẽ thưởng 10.000 viên tạo hóa thần tinh cho một lần ra tay với ngự đạo cảnh, 3.000 viên cho chứng đạo cảnh. Được. Quan Âm liếc nhìn hắn, gật đầu rồi rời đi. Diệp Huyên quay sang người áo đen, tiền bối xưng hô thế nào? Y đáp, Lý Tả. Hắn gật đầu, tiền bối có quen biết cường giả nào khác không? Lý Tả ngẫm nghĩ rồi đáp, có một, hai người. Diệp Huyên vui mừng khôn xiết, tiền bối có thể gọi họ đến đây không? Thấy y không đáp, hắn cười. Ta không có ý ép buộc. Lý Tả lắc đầu, để ta thử xem. Đa tạ. Diệp Huyên vội vàng ôm quyền rồi rời đi, để lại Lý Tả nhìn theo, không biết suy nghĩ gì. Tạo hóa thần tinh đúng là vô cùng quan trọng với y, nhưng cũng không phải là nguyên nhân thật sự y chịu ở lại. Sở dĩ làm vậy, là vì y muốn kết thiện duyên. Người khác có lẽ không biết lai lịch của tên này, nhưng y thì biết. Năm ấy, sức mạnh của người đàn ông áo xanh đã khiến người người tuyệt vọng đến cỡ nào. Ngay cả y với trình độ của ngày hôm nay, cũng không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Một hồi sau, Lý Tả rời đi. Chấm chấm chấm. Ở nơi nào đó trong vũ trụ, nhóm La Hầu tụ tập trong im lặng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Bọn họ đều có mặt trong chuyến đi vừa rồi của đạo đình đến vũ trụ ngũ duy. Không ai có thể ngờ rằng Diệp Huyên vậy mà lại không sợ khí vẩn đục, lại còn có thể ngưng tụ chúng thành kiếm. A Khổ Vương bỗng lên tiếng, hắn đã đi vào lòng ám giới. La Hầu gật đầu, động tĩnh nơi đó trước kia chắc chắn có liên quan đến hắn. Sắc mặt Chiến Man lạnh đi, ắt hẳn đã lấy được rất nhiều tạo hóa thần tinh. Si Yêu Yêu cất tiếng, đừng quan tâm tạo hóa thần tinh nữa, phải nghĩ vì sao hắn có thể đi vào lòng ám giới mà không sợ khí vẩn đục kia. Chiến Man im lặng. La Hầu nhìn Si Yêu Yêu, cô thấy thế nào? Si Yêu Yêu hướng mắt nhìn vào vũ trụ ngũ duy bên dưới. Khẽ nói các người chưa nhận ra sao. Hắn lúc nào cũng làm được những điều chúng ta cho rằng bất khả thi. Những người khác im lặng. Từ lúc chạm trán đến giờ, Diệp Huyên vẫn là một ẩn số không có lời giải với họ. Lấy khí vẩn đục làm ví dụ đi, ngay cả La Hầu cũng không dám đặt chân vào ô ám giới, vậy mà hắn không chỉ đi vào thật sâu bên trong, chẳng chút kiêng dè khí vẩn đục, lại còn có thể ngưng tụ chúng thành kiếm. Chẳng lẽ nhục thân của hắn không chỉ có thể hấp thu kiếm, mà còn có thể hấp thu khí vẩn đục? Si Yêu Yêu bỗng nói, các người cho rằng đạo đình nên làm thế nào? La Hầu, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu ta không đoán sai, đạo tổ hẳn sẽ chuẩn bị xuất quan. Si Yêu Yêu lại lắc đầu, không đủ. Chỉ một đạo tổ không đủ để diệt vũ trụ ngũ duy. La Hầu, vì sao? Si Yêu Yêu, các người cho rằng Diệp Huyên hiện giờ phải sợ một cường giả thành đạo cảnh sao? Những người kia không đáp. Si Yêu Yêu tiếp tục, chúng ta hiện nay có hai lựa chọn. Thứ nhất, âm thầm theo dõi, rung đùi hưởng lợi. Thứ hai, giúp đỡ Diệp Huyên. A Khổ Vương, sẽ được lợi gì? Si Yêu Yêu liếc ông ta, lợi. Vì sao lúc nào ngươi cũng chỉ nghĩ được cái lợi trước mắt vậy? Nàng ta nói xong thì biến mất ở cuối chân trời. La Hầu lẳng lặng đứng đó. Giúp Diệp Huyên ư. Ông ta không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng lại có quá nhiều rủi ro. Cứ tiếp tục như thế này mới là tốt nhất với đạo chủng chi địa. Trong kiếm điện, Diệp Huyên và Niệm Niệm vai kề vai ngồi bên nhau, cùng nướng cá. Cô bé nhìn con cá nướng vàng ruộm không chớp mắt, nước bọt sắp chảy cả ra. Phần lớn thời gian hai người họ ở cùng nhau đều dành để nướng cá. Thật ra Niệm Niệm cũng không biết vì sao mình lại thích ăn cá, thích là thích thôi. Diệp Huyên tay thì nướng cá,
suy nghĩ đã bay ra ngoài điện. Niệm Niệm bỗng nói, ta phải làm sao để khôi phục ký ức. Diệp Huyên hoàn hồn, nhìn sang cô bé, muội muốn khôi phục sao? Niệm Niệm gật đầu, thì thầm, khôi phục rồi có thể giúp huynh. Diệp Huyên ngây ra, bật cười, không sao, ta còn gánh được. Niệm Niệm lặng thinh cúi đầu. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu cô bé, muội biết sao không, muội đã bỏ ra rất nhiều vì vũ trụ này rồi, muội xứng đáng với nó. Trọng trách bảo vệ ngũ duy, muội đã giao cho ta thì cứ để ta gánh vác. Thấy cô bé còn muốn nói gì nữa, hắn đã cười, cá chín rồi. Niệm Niệm lập tức quay sang nhìn cá, mũi khẽ mấp máy với vẻ si mê. Sau đó cô bé nhanh chóng xé một miếng thịt đưa đến trước miệng Diệp Huyên, khiến hắn bật cười. Diệp Huyên vô cùng trân trọng từng giây từng phút được ở bên Niệm Niệm thế này. Như nghĩ đến gì đó, hắn ghé mắt nhìn vào Na Già Lâu trong tháp, sau đó không khỏi ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhích lên. Nàng ta sắp sửa thành công rồi. Nếu Na Già Lâu tu luyện được đạo thể thì chắc chắn sẽ trở thành một cường giả thành đạo cảnh. Mà số lượng thành đạo cảnh ở đạo đình lại là 2. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần tắt ngấm. Lấy tình hình trước mắt đến xem, phần thắng của vũ trụ ngũ duy vẫn quá nhỏ nhoi. Chưa đủ. Hắn nhất định phải đạt đến thành đạo cảnh. Nghĩ vậy, Diệp Huyên dắt Niệm Niệm cùng rời đi. Phương pháp đột phá tốt nhất chính là chiến đấu. Chấm 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 chấm. Bầu không khí lúc này ở đạo đình đang cực kỳ trầm trọng. Lần này bọn họ mang theo toàn quân xuất kích, nhưng không những không chiếm được lợi thế, mà còn bị Diệp Huyên tiêu diệt mười mấy cường giả ngự đạo cảnh. Hắn có thể điều khiển khí vận đục. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến vô số cường giả đạo đình e ngại cực kỳ. Gần như toàn bộ cường giả đều tụ tập lại trong đại điện, tất cả đều đã đến ngự đạo cảnh. Người dẫn đầu đương nhiên là Bạch Đế Tử, Chân Võ và Bạch Bảo. Một ông lão lên tiếng, hắn làm sao có thể hấp thu số khí vẫn đục ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.